thần y trở lại, Ngô Bình. chương 611, con cháu chẳng ra gì. Vài phút sau, đại vu sư lên tiếng, tôi nói, hãy giải thoát cho tôi đi. Ngô Bình giảm bớt đau đớn cho cô ta, đoạn bảo tốt nhất cô nên nói thật. Cô ta nói, tôi phụng mệnh đến đây, sử dụng thân phận đại vu sư để khiến nhà Hanami lục đục nội bộ. Lời vừa dứt Hanami Sawago đã biến sắc, biết mình bị lợi dụng rồi. Ngô Bình hỏi tiếp, Ai sai cô đến? Cô ta đáp Sawako. Hanami Tsukihime khó hiểu, Sawako đã rời khỏi tập đoàn Sanio, tại sao phải làm vậy? Cô ta trả lời, Sawako đã gián tiếp khống chế một số cổ đông của Sanio, hy vọng Hanami Tsukihime rút khỏi Sanio để có thể nắm giữ tập đoàn Sanio lần nữa. Ngô Bình phẩy tay một cái, cô ta đã ngất đi. Hanami Tsukihime khẽ thở dài, Nói với Hanami Sawago đang có sắc mặt rất tệ, "Trưởng tộc, người khác đã lợi dụng sự ích kỷ của chú." Hanami Sawago hừ giọng, "Tsukihime, dù không có quẻ bói, cháu cũng không thể chứng minh ông nội còn sống kia mà." Hanami Tsukihime giận dữ, "Ý của trưởng tộc à, nếu ông ấy không còn trên đời, chú sẽ không tuân theo chỉ thị của ông, đúng không?" Hanami Sawago lạnh lùng bảo, "Chú đã quản lý gia tộc mười mấy năm nay. Dưới sự vận hành của chú, gia tộc Hanami ngày một lớn mạnh. Bây giờ một hậu bối như cháu lại muốn đoạt mất quyền lực từ tay chú. Nếu cháu là chú, cháu sẽ nghĩ sao? Audio điện tử võ tấn bền. Khốn kiếp! Một giọng nói uy nghiêm bỗng vang lên, lạc trường sinh đã xuất hiện. Ông ta đã nhìn thấy mọi chuyện vừa xảy ra, không thể ngồi yên nữa. Nhắc thấy một người trẻ tuổi, Hanami Sawago bèn cau mày hỏi, ai vậy? Lạc Trường Sinh cười khẩy, hướng lòng bàn tay phải lên không trung rồi chỉ một cái, bóng đèn cách đó mười mấy mét bỗng sáng lên rồi nổ. Hanami Sawago kinh ngạc thốt lên, "Biện chỉ." Biện chỉ là tuyệt kỹ của Lạc Trường Sinh, khắp thiên hạ này chỉ có ông ta điều khiển được. Lạc Trường Sinh nói, "Sawago, cháu khiến ông thất vọng quá." "Sao hả? Nếu ông chết rồi, mọi lời ông từng nói đều là vô nghĩa phải không?" Hanami Sawago vội vã quỳ xuống, ông nội, rồi khóc lóc thảm thương. Đối phương vừa khóc, Lạc Trường Sinh đã thở dài thườn thượt, dù sao đó cũng là cháu mình. Ông ta bảo, ông để Sukihime làm trường tộc vì con bé thích hợp hơn. Hơn nữa, ông đã dành cho cháu một sự sắp xếp rất tốt rồi. Sao cháu cứ phải cố chấp với vị trí trường tộc? Hanami Sawago đáp, ông nội, Sukihime là phụ nữ, làm sao có thể quản lý tốt một gia tộc lớn chứ? Mong ông cân nhắc lại. Lạc Trường Sinh nói, chuyện này sẽ không thay đổi. Sawago, hoặc là cháu ủng hộ Sukihime, hoặc sẽ bị xử lý theo gia pháp. Hanami Sawago đột nhiên đứng dậy, vừa nhìn Lạc Trường Sinh vừa hỏi, ông nội, có phải ông đã hồi phục tu vi rồi không? Lạc Trường Sinh đáp nhẹ, hiện tại ông đang có tu vi võ vương nên mới che giấu hành tung để tránh bị kẻ thù tìm đến. Hanami Sawago thở dài, nếu ông nội vẫn chưa hồi phục tu vi thì không nên xuất hiện. Lạc trường sinh ngẩn ra, Sawago, cháu đang nói gì vậy? Hanami Sawago lùi lại một đoạn, ông nội, là cháu bất hiếu. Ba bóng người xông vào trong, từ khí thức của họ có thể đoán ra có một địa tiên và hai nhân tiên. Vị địa tiên này có tu vi thuộc cảnh giới đầu, vừa thấp vừa béo, liệt nửa mặt, mí mắt sụp xuống, rất quái dị. Hắn mặc kimono màu tím, eo rắc một thanh katana. Nhìn thấy người này, Lạc Trường Sinh nheo mắt kêu lên, "Takeda Shichito." Người tên Takeda Shichito bật cười quái dị, "Lạc Trường Sinh, không ngờ phải không? Nhiều năm rồi mà tôi vẫn tìm được anh. Năm xưa tôi đã đánh anh trọng thương, cuối cùng anh lại thoát được. Lần này anh không còn cơ hội nữa đâu, tôi nhất định sẽ giết chết anh." Lạc Trường Sinh vô cùng điềm tĩnh, "Takeda, cách đây không lâu, phái Gensera đã bị tôi hủy diệt. Anh nghĩ tôi sẽ sợ anh sao?" Takeda Shichito cười quái gở, tất nhiên là biết, tôi đã đi nghe ngóng mà. Trong tay anh có lá bùa rất ghê gớm chứ gì? Lạc Trường Sinh nói, bùa của tôi có thể giết anh. Dĩ nhiên, Takeda Shichito nhẹ nhàng bảo, nên tôi đã có chuẩn bị rồi. Hắn lấy một miếng ngọc bội màu tím từ thắt lưng ra, trên ngọc bội có khắc hai con rồng vô cùng sống động. Nhìn thấy ngọc bội, Lạc Trường Sinh biến sắc, ngọc thần mặc giáp. Takeda Shichito cười nói, đúng vậy, Ngọc này có thể vô hiệu tất cả bùa, bây giờ anh đã thấy tuyệt vọng chưa? Hanami Tsukihime phẫn nộ nhìn Hanami Sawago, sao chú có thể làm vậy? Hanami Sawago không tỏ thái độ, tiền bối Takeda nói rằng chỉ cần tôi chịu phối hợp, sau này tôi vẫn sẽ được làm trưởng tộc Hanami. Ngoài ra, tiền bối Takeda còn gả con gái cho tôi làm vợ lẽ. Hanami Tsukihime lắc đầu, thở dài, ngốc nghếch, bánh vẽ, mà chú cũng tin ư? Hanami Sawago nghiêm giọng, Hanami Sukihime, dù tôi có phải giao gia tộc cho người ngoài cũng sẽ không để cô tiếp quản. Ngô Bình đến bên cạnh Lạc Trường Sinh, vỗ vai ông ta, ông Lạc, giải quyết chuyện nhà của ông đi. Ba người này cứ giao cho tôi. Lạc Trường Sinh khẽ thở dài, cảm ơn cậu chủ. Sau khi nhìn thấy cách Ngô Bình giết Oda Tamura, Lạc Trường Sinh đã biết rõ sự lợi hại của Ngô Bình, dù đối thủ có địa tiên cũng không cần phải lo. Takeda Shichito liếc nhìn Ngô Bình, cậu nhóc này lại là ai đây? Ngô Bình tuyết miệng cười, lấy kiếm hắc long ra, là người giết ông. Chứ ông còn chưa dứt, anh đã bất ngờ áp sát, ánh sáng kiếm đen ngòm chém mạnh xuống. Takeda Shichito nổi trận, vừa hét lên vừa rút kiếm, chém vào ánh sáng đen kia. Kiếm của hắn rất sắc, lừng lẫy khắp đông doanh. Ánh sáng kiếm như giải lụa trắng vừa tiếp xúc với ánh sáng kiếm màu đen, đã có một âm thanh giòn tan vang lên một nửa lưới kiếm văng ra hiện trường bỗng yên ắng hẳn takeda shichito cầm thanh kiếm gãy bằng hai tay đoạn hỏi sắc bén quá đây là kiếm gì ngô bình thu kiếm về trả lời kiếm hắc long sau đó nửa thân trên của takeda shichito chậm chậm rơi xuống đất từ vai trái đến hông bên phải đã bị chém đứt theo đường xiên máu bắn tung tóe hai nhân tiên còn lại cả kinh bèn gầm lên điên cuồng rồi cùng rút đao ra ánh sáng kiếm lại lóe lên một cánh tay và nửa bờ vai bị Ngô Bình chém đứt. Cả hai gào lên thảm thiết, ngoái đầu bỏ chạy, năng lực chênh lệch quá lớn, không chạy sẽ chết. Ngô Bình lấy phi kiếm thiền rực ra, ánh sáng kiếm lóe lên, hai người vừa chạy được trăm mét đã rơi đầu xuống đất, máu me đầm đìa. Mọi người trong tộc Hanami đều sững sờ, một biệt tiên và hai nhân tiên lại chết như vậy sao? Bốp, Ngô Bình xoay người, thấy lạc trường sinh trưởng vào đầu Hanami Sawago, xương sọ của người này vỡ nát, chết ngay tại chỗ. Những người còn lại đồng loạt quỳ xuống, cầu xin Lạc Trường Sinh tha thứ. Lạc Trường Sinh đanh mặt nói, từ nay về sau, Hanami Sukihime sẽ là trưởng tộc. Nếu ai làm trái lệnh con bé thì sẽ có kết cục như Hanami Sawago. Dứt lời, ông ta ra khỏi phòng, sắc mặt khó coi cực kỳ. Ngô Bình lấy miếng ngọc bội song long màu tím trên người Takeda Shichito rồi rời khỏi phòng. Trong phòng làm việc, lạc trường sinh đang hút thuốc ngô bình nói ông lạc tôi biết ông không vui nhưng chuyện đã đến nước này ông cũng không cần nghĩ quá nhiều nữa lạc trường sinh thở dài con người sống quá lâu cũng là một sự dày vò ngô bình hiểu tâm trạng ông ta người nhà lần lượt già đi còn ông ta vẫn sống hơn nữa ông ta còn vừa giết chết cháu ruột của mình khó tránh khỏi cảm thấy khổ sổ anh bảo trong triều đình thời cổ đại bố con giết nhau anh em bất hòa là chuyện rất thường xảy ra mà. Cơ nghiệp nhà ông rất lớn, giống như triều đình thời xưa vậy, khó tránh việc xảy ra tranh chấp. chương 612, về nước. Lạc trường sinh thở dài, thôi, không nói chuyện này nữa. Ngô Bình hỏi, tên Takeda Shichito kia có lai like lịch thế nào vậy? Lạc trường sinh đáp, Takeda là cao thủ thuộc trường phái Koga, năm xưa tôi rời khỏi đông doanh chính vì hắn. Ngô Bình nói, xem ra hai người là oan ra lâu năm nhỉ phải địa vị của trường phái koga trong giới tu chân đông doanh cũng giống như chùa đại thiền ở viêm long vậy đệ tử rất nhiều cao thủ vô số năm xưa tôi có xung đột với takeda tôi cho rằng tu vi của mình cao hơn hắn nên thoạt đầu không để hắn vào mắt nhưng không ngờ hắn mời thêm vài đại cao thủ rồi hợp tác đánh tôi trọng thương cơ thể tôi bị hủy hoại chỉ có thần hồn thoát ra ngô bình hỏi hôm nay takeda shichito đã bị giết liệu người của koga có tìm đến trả thù không Lạc Trường Sinh trả lời, chuyện này thì không cần lo. Nội bộ Koga rất phức tạp, chia bè kết phái, được gọi là đất nước ninja. Koga sẽ không vì cái chết của Takeda mà nhắm vào tôi. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng người nhà và bạn bè Takeda đến tìm tôi trả thù. Nói đến đây, Lạc Trường Sinh bỗng nghĩ tới một chuyện, cậu chủ, Mitsuru và Sosuke mà cậu muốn đối phó cũng là người của Koga. Hai người này là nhân tài mới nổi còn là đệ tử của nhẫn tổ gen tensoku ngô bình thắc mắc ô nhẫn tổ vị nhẫn tổ này chắc là tu chân cảnh giới địa tiên lạc trường sinh đáp ninja của đông doanh chia thành ninja thượng đẳng và ninja hạ đẳng ninja thượng đẳng có nhẫn vương nhẫn thánh nhẫn quân cuối cùng là nhẫn tổ nhẫn vương và võ vương ngang ngửa nhau nhẫn thánh bình thường có tu vi ở cảnh giới võ thần nhưng cũng có người đạt đến cảnh giới một của địa tiên nhẫn quân hầu hết đều thuộc cảnh giới một hoặc cảnh giới hai của địa tiên. Còn nhẫn tổ ít nhất phải có tu vi cảnh giới chân nhân. Ngô Bình cảm thán, không ngờ là cao thủ cấp chân nhân. Lạc Trường Sinh nói, Mitsuru có lẽ ở cảnh giới một địa tiên, Sosuke ở cảnh giới võ thần. Hai người này đều rất mạnh. Ngô Bình nhẹ nhàng bảo, tôi tự có cách đối phó họ. Lạc Trường Sinh gật đầu, được, tôi sẽ cử người thu thập tin tức ngay. Lát sau, Cuộc họp nhà họ Lạc đã kết thúc, Hanami Tsukihime trở thành trưởng tộc mới. Không lâu sau đó, các thành viên nhà họ Lạc đã ra về. Một lúc sau, Lạc Trường Sinh đưa cô gái đã giả làm đại vu sư đến trước mặt Ngô Bình, "Cậu chủ, cô ta là Yozakura Tama, ninja do Sawako đào tạo." Ngô Bình nói, "Danh gia vọng tộc của Đông doanh dường như rất thích đào tạo ninja." Lạc Trường Sinh đáp phải, "Ninja được đào tạo từ bé rất trung thành và đáng tin." Ngô Bình nhìn cô ta, trên người đối phương chi chít vết thương, trông như vừa bị tra tấn. Có thể nhìn ra tư chất của cô ta rất tốt, còn cao hơn Hanami Tsukihime. Cô biết chú thuật, anh hỏi. Yozakura Tama trừng mắt với anh với vẻ không sợ chết, chẳng hề trả lời. Ngô Bình bảo, tôi thấy cô có thiên phú về vu đạo. Nếu cô muốn học, tôi có thể dạy cô vu thuật thật sự. Yozakura Tama vẫn im lặng, là ninja của nhà Sawako, dù ngô bình có đưa ra lợi ích lớn cách mấy cô ta cũng sẽ không dao động ngô bình lắc đầu vỗ vai yozakura tama mấy cái rồi nhẹ nhàng nói được tôi không ép buộc cô cô có thể đi rồi hanami sukihime rất bất ngờ thả cô ta đi thật ư ngô bình gật đầu thả đi hai thuộc hạ thả yozakura tama ra cô ta ngẩn người nhìn ngô bình thật sâu rồi tức tốc rời đi lạc trường sinh lên tiếng cậu chủ cô ta có tư chất rất tốt thả cô ta đi không chừng sẽ là thả hổ về rừng ngô bình nói chính hai người cũng cảm thấy không thể thả cô ta đi vậy sao hoa cô thì sao chắc chắn sao hoa cô cũng không tin tưởng cô gái này nữa lạc trường sinh giật mình xem ra cậu chủ muốn nhận cô ấy đúng vậy nếu là sao hoa cô tôi sẽ giết chết cô ta ngay ngô bình nhẹ nhàng bảo chết hay sống phải xem vận số của cô ta rồi đêm đó Ngô Bình tiếp tục truyền âm dương trí thánh kinh vào tử vận và ngọc tử trong cơ thể An Ogura, đồng thời tiếp tục tu luyện thiên long trường. Sáng hôm sau, Hanami Sukihime đột nhiên tìm anh, báo rằng Sawako đã sai người mang thi thể của Yozakura Tama đến đây. Chết rồi ư, Ngô Bình hỏi. Hanami Sukihime khẽ thở dài, chết rồi. Để anh đi xem. Khi Ngô Bình ra đến sâm, đã có một thi thể nữ nằm dưới đất, cả người đầy sẹo. Anh liếc nhìn, rồi đột nhiên chỉ vào giữa lông mày cô ta. Trong nháy mắt, một luồng năng lượng trong cơ thể Yozakura Tama được kích hoạt. Cô ta hít một hơi sâu và bất ngờ sống lại. Vừa tỉnh giấc, cô ta đã bắt đầu gào thét thảm thương. Trên người cô ta có quá nhiều vết thương, đau đớn vô cùng. Hanami Tsukihime cả kinh, "Gì thế này? Cô ta chết rồi kia mà." Ngô Bình cười bảo, "Hôm qua anh đã vỗ vài cái vào người cô ta để truyền năng lượng." năng lượng này có thể giúp cô ta giữ mạng. Ban nãy anh kích hoạt năng lượng ấp nên cô ta cũng sống lại. Có điều bây giờ cô ta rất yếu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Yosakura Tama định ngồi dậy thì bị Ngô Bình ngăn lại, dưỡng thương đi, có gì thì đợi khỏe hơn hãng nói. Ngay sau đó, anh sai người khiêng Yosakura Tama vào phòng, dùng ất mộc linh lực và châm cứu để trị thương cho đối phương. Hơn một giờ sau, tình trạng của Yosakura Tama đã khá hơn nhiều. Cô ta ngồi dậy, cảm kích nói cảm ơn anh. Ngô Bình hỏi, cô là người từng chết một lần, còn muốn phục vụ nhà Sawako nữa không? Yosakura Tama lắc đầu, mạng của tôi đã trả cho họ. Bây giờ tôi không nợ nhà Sawako nữa. Rồi cô ta đột một quỳ xuống, mong anh dạy tôi vô thuật thật sự. Ngô Bình nói, không vội, dưỡng thương trước đã. Từ nay về sau, cô chính là ninja của nhà họ ngô chúng tôi, phải cống hiến vì tôi yozakura tama đáp vâng cậu chủ ngô bình hỏi yozakura cô có người thân không yozakura tama trả lời thưa cậu chủ yozakura từ bé đã là trẻ mồ côi không có người thân hình như cô có giọng giang nam của viêm long yozakura tama đáp sư phụ tôi là người viêm long nên từ bé tôi đã có khẩu âm này ngô bình không hỏi kỹ hơn chỉ gật đầu vài hôm nữa cô theo tôi về nước đi Yozakura Tama cúi người thật sâu, "Cảm ơn cậu chủ đã nhận tôi." Anh bảo Yozakura Tama dưỡng thương, rồi tiếp tục ở bên người nhà, vui chơi khắp nơi. Cuối cùng Lạc Trường Sinh cũng mang tin tức đến, người của ông ta đã tìm ra tung tích của Mitsuru và Sosuke. Cả hai hiện không ở Đông Doanh mà ở Viêm Long. Ngô Bình thấy rất lạ, hai người này chạy về Viêm Long làm gì? Anh lập tức liên hệ với Đoàn Long để dò hỏi thông tin của hai người họ nhưng kỳ lạ là Thiên Long chưa nhận được bất cứ tình báo nào về cả hai. Vì người mà mình muốn giết không có mặt ở đây, anh bèn quyết định về Viêm Long, ngay cả thầy của Hoshi, Mio cũng không thấy đâu nữa. Trước khi lên máy bay, anh lại gọi Hoshi và Mio đến phòng, truyền dạy thêm một phần ám sát kinh và dặn họ tu hành. Yozakura Tama phải đi cùng Ngô Bình. Họ ngồi trên chiếc máy bay do Hanami Sukihime sắp xếp, bay lên trời cao máy bay vừa cất cánh không lâu ngô bình bỗng lên tiếng ogura ra đây đi an ogura bước ra từ buồng cơ trưởng cười hi hi em sẽ không rời khỏi sư phụ nửa bước trước khi học xong ngô bình hỏi em đi theo anh đã nói với chị họ em chưa an ogura đáp không cần ạ à. lúc nào em cũng xuất quỷ nhập thần chị ấy không tìm thấy em cũng không lo lắng đâu lúc này cô nhóc nhìn thấy yozakura tama tử vận nói cô gái này là ai cũng là đệ tử của sư phụ sao? Yozakura Tama vội đáp, tôi là ninja do cậu chủ đào tạo. Tử vận khinh bỉ, tu vi yếu như vậy cũng xứng làm ninja của sư phụ tôi. chương 613, đến nhà cầu cứu. Ngô Bình Cao Mày nói, tử vận, em đừng coi thường ngọc tử. Sau này anh sẽ truyền cho em ấy vô thuật, chưa chắc thực lực của em ấy đã kém em đâu. Tử vận hư nói, nó chỉ là đứa hầu cho em, sao sánh với em được ngọc tử nói tử vận cô đừng nói người khác như vậy sư phụ không nhìn nhầm được đâu im ngay ai cho mày lên tiếng hả tử vận mắng ngọc tử sư phụ đã bảo chúng ta bình đẳng như nhau phải yêu thương và giúp đỡ nhau thấy an ogura tự cãi nhau một mình ai nấy đều ngẩn ra nhìn ngô mi kéo tay áo ngô bình rồi hỏi anh ơi chị ấy bị sao thế ạ à? ngô bình nói kệ cô ấy cô ấy bị đa nhân cách đấy an ogura Yozakura Tama đã hóa thân thành tiếp viên hàng không để phục vụ gia đình Ngô Bình. Ngọc Tử cũng ra giúp, sau đó bị tử vận mắng là không có tiền đồ, là kiếp nô tỳ. Ngô Bình mặc kệ cô nhóc rồi nói chuyện với người nhà mình. Ba tiếng sau, máy bay chuẩn bị hạ cánh ở huyện Minh Dương. Huyện này chỉ có một sân bay nhỏ nên số lượng đường băng có hạn. Khi máy bay xin hạ cánh, đài quan sát đã phát tín hiệu yêu cầu họ chờ một lát, vì có một chuyên cơ đặc quyền sắp hạ cánh. Cơ trưởng là người nhà nên Ngô Bình không có ý kiến gì, chỉ bảo cơ trưởng cho bay trên không một lát chờ lệnh hạ cánh. 15 phút sau, đài quan sát đã ra lệnh cho họ rời đi. Ngô Bình nhìn xuống dưới, trong bốn đường băng thì có hai đường trống, tại sao lại không cho máy bay của anh đáp xuống? Anh lập tức tới khoang lái rồi lạnh giọng nói, "Quyền ưu tiên, mã số 7713." Nghe thấy thế, đài quan sát im lặng một lát như đang kiểm tra, sau đó một giọng nam vang lên, Xin lỗi sếp, chúng tôi không biết là sếp. Đường băng số 2 đã chuẩn bị xong, mời hạ cánh. Ngô Bình không nhiều lời mà bảo cơ trưởng hạ cánh. Cùng lúc đó, cũng có một chiếc máy bay quân dụng hạ cánh ở đường băng số 1, chậm hơn máy bay của Ngô Bình vài giây. Trong khoang máy bay được trang bị sofa, tủ rượu và thiết bị âm thanh cao cấp, một người thanh niên vừa uống nước trái cây vừa nhìn ra ngoài cửa sổ khi anh ta nhìn thấy có một chiếc máy bay tư nhân hạ cánh ở bên cạnh thì tỏ vẻ không vui rồi nói sao bảo sân bay trống tại sao lại có máy bay khác thế này một cô gái trẻ tuổi ngồi cạnh anh ta lập tức lên tiếng thưa cậu chủ để lát tôi sẽ hỏi người của sân bay máy bay hạ cánh xong là cô gái chạy tới buồng lái luôn sau đó quay lại báo cáo cậu chủ máy bay kia có quyền ưu tiên là người của thiên long hả người của thiên long ư thế tôi phải đi gặp mới được anh ta cười lạnh nói. Gia đình Ngô Bình bước xuống khỏi máy bay, cương tử đã lái xe đến chờ sẵn. Sau thời gian nghỉ tuần trăng mật, biết gia đình Ngô Bình về nước, cậu ta lập tức đi rửa xe rồi chuẩn bị đến sân bay đón. Mọi người ngồi lên hai chiếc xe, chuẩn bị rời đi. Xong, xe vừa đi ra ngoài thì chợt có một chiếc xe khác chặn đường. Xe của cương tử đi trước, cậu ta ấn còi, nhưng xe kia vẫn mặc. Ngô Bình cau mày, sau đó xuống xe đi về phía xe đó. Hai xe cách nhau 7 mét, anh nhìn thì thấy trong xe không có ai. Đúng lúc này, có hai chiếc xe bọc thép phóng tới, kẹp Ngô Bình ở giữa, khi còn cách anh khoảng 3, 4 mét thì mới dừng lại. Ngô Bình bình thản đứng chờ. Một xe mở cửa rồi có vài người cầm súng bước xuống, đứng hai bên của xe. Ngay sau đó, có một người đàn ông mặc vest đen bước xuống xe. Anh ta đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón cái, bước đi chậm rãi rồi nhìn ngô bình ngô bình nói xe cản đường là của anh à người đàn ông đúng ngô bình phiền anh đánh xe đi tôi phải đi rồi người đàn ông thờ ơ nói cậu chưa đi được đâu tôi đã nhận tin trong xe cậu có gian tế nên tôi phải kiểm tra ngô bình cao mày tôi nghĩ anh nhầm rồi tôi là thành viên của thiên long người đàn ông hừ nói tôi đang phải kiểm tra thiên long các cậu đấy người đâu lên lập tức có người bước ra rồi định vòng tay ngô bình lại anh lạnh mặt vì không biết người này là ai nhưng chắc chắn anh ta có ý xấu với anh ngô bình biết không cần phải giải trình gì với các binh sĩ bắt giặc phải bắt vua trước nên anh lách người rồi tiếp cận người thanh niên kia sau đó chộp vào vai anh ta người thanh niên lập tức cảm thấy có một sức nặng khủng khiếp đè lên vai anh ta giật mình định né nhưng toàn thân đã tê dần không thể cử động được ngô bình mỉm cười rồi thì thầm bên tai anh ta định gây sự với tôi à có tin tôi cho anh sống không bằng chết không người đàn ông vừa tức vừa sợ dừng tay cậu biết tôi là ai không ngô bình anh là người sắp gặp xui xẻo người đàn ông biết gặp phải đối thủ xứng tầm rồi nên nói cậu bạn ban nãy tôi chỉ đùa thôi tôi họ hồ là người của thần uy doanh ngô bình biết thần uy doanh là một tổ chức đặc biệt của quân đội vì có số lượng quân lính lớn giúp sức nên thực lực của họ rất mạnh, thậm chí còn hơn thần võ ti. Hơn nữa, thần uy doanh còn được chùa đại thiền giúp sức. Ngô Bình nói, ra là người của thần uy doanh, sao? Bọn anh ăn no rừng mỡ hay sao mà đụng vào tôi? Người đàn ông vội nói, cậu bạn, là hiểu lầm thôi, tôi không có ý gì đâu, chỉ đùa chút thôi mà. Ngô Bình cười lạnh nói, đùa, được, giờ tôi cũng muốn đùa với anh, anh muốn chết thế nào? người đàn ông biết mình gây chuyện lớn rồi nên nói cậu bạn chắc cậu cũng là người huyện minh dương đúng không chẳng giấu gì cậu tôi có một người bạn làm to ở đây lắm ngô bình nói thế tôi phải hỏi thăm xem bạn anh là nhân vật tai to mặt lớn nào thôi người đàn ông cậu ấy họ ngô là một thần y kiêm tu sĩ nhân tiên ngô bình ngẩn hỏi đừng nói người ấy tên ngô bình nhé người đàn ông sáng mắt lên đúng rồi là thần y ngô đấy cậu mau thả tôi ra không lát làm thần y nổi giận thì chỉ có cậu thiệt thôi ngô bình nhìn anh ta rồi hỏi anh tìm ngô bình làm gì người đàn ông ông tôi bị bệnh tôi đến mời cậu ấy tới khám giúp ngô bình thả tay ra rồi lạnh giọng nói tôi không quen anh sao phải khám giúp chứ người đàn ông ngẩn ra rồi chợt bừng tỉnh cậu chính là thần y ngô ư ngô bình thần y gì đâu tôi là ngô bình người đàn ông giơ tay lên tự vả vào mặt mình rồi chắp tay nói thần y ngô xin lỗi cậu tôi không biết là cậu ngô bình đánh xe đi đi người đàn ông vội vẫy tay đánh xe đi ngay nhanh lên ai chặn đường lớn thế hả một tên thuộc hạ của anh ta chạy nhanh lên xe rồi đánh xe đi ngô bình đi lên xe mình người đàn ông đứng cạnh cửa sổ rồi nói thần y ngô tôi đến vội quá nên chưa chuẩn bị quà chỉ có hai dược liệu quý này xin cậu nhận cho ngô bình định mặc kệ anh ta nhưng nghe thấy có dược liệu quý nên nói, đưa đây xem nào. Người đàn ông chạy về xe rồi cầm hai chiếc hộp chạy lại. Anh ta mở chiếc hộp đầu tiên ra, bên trong có một củ nhân sâm, Ngô Bình vừa nhìn đã biết đó là sâm vương. Sau đó đến chiếc hộp thứ hai, bên trong có một con cóc vàng ba chân còn sống. chương 614, cóc vàng ba chân. Khi cóc ngọc ba chân sống trên 1.000 tuổi thì sẽ dần biến thành màu vàng, sống trên 1.500 tuổi thì sẽ biến thành màu vàng kim tuổi càng cao thì màu vàng kim của nó càng đậm. Tác dụng làm thuốc của cóc vàng ba chân mạnh hơn cóc ngọc ba chân nhiều. Có thể nói 10 con cóc ngọc ba chân còn chưa bằng một con cóc vàng ba chân. Nếu cóc ngọc ba chân là nhân sâm tam phẩm thì cóc vàng ba chân phải là sâm vương tam phẩm, là dược phẩm quý giá đến mức có tiền chưa chắc đã mua nổi. Tuy vậy, nhưng Ngô Bình lại không vui, trái lại còn cau mày hỏi, ông anh mắc bệnh gì? Anh biết rõ người ta tặng mình quà quý thế này, chắc chắn bệnh nhân mắc bệnh rất nghiêm trọng. Người thanh niên nghiêm túc nói, ông tôi đang có hiện tượng năm tướng suy của người trời. Ngô Bình trợn tròn mắt nói, xem ra ông của anh là một đại cao thủ. Nhưng tiếc là khó tránh khỏi số trời, anh cầm mấy thứ này về đi, tôi không chữa được bệnh này đâu. Năm tướng suy của người trời có nghĩa là như một ngọn đèn dầu sắp cạn, đến lúc phải chết rồi. Anh không thể cứu chữa được nên phải từ chối. Người thanh niên hoảng lô an rồi quỳ xuống đất phan này thần y ngô, xin cậu hãy cứu ông tôi, tôi xin lỗi cậu vì những hành động ngu dốt vừa rồi. Nói rồi, anh ta lại giơ tay lên tự vả vào mặt mình đông đốc, khóe miệng bắt đầu ứa máu. Ngô Bình vội cản anh ta lại rồi nói, anh đừng làm thế, không phải tôi không muốn cứu, mà là tuổi thọ của ông anh đã hết, tôi cũng bó tay rồi. Người thanh niên bật khóc, nhưng tử di bảo y thuật của cậu giỏi lá, nhất định sẽ chữa khỏi cho ông tôi mà. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, anh quen tử di à? người thanh niên gật đầu thần y ngô tôi là hồ phi vi hồi nhỏ từng học chung trường mẫu giáo với tử di ngô bình ngẫm nghĩ rồi nói anh lên xe đi rồi đi với tôi hồ phi vi mừng rỡ rồi lệnh cho xe của mình đi theo sau xe của ngô bình về nhà anh trên đường ngô bình gọi cho đường tử di rồi hỏi tử di em có quen ai tên là hồ phi vi không đường tử di ngẫm nghĩ rồi nói có bạn học hồi mẫu giáo của em đấy mấy hôm trước cũng mới gọi cho em À, anh ấy bảo ông nội mình đang bị bệnh nặng, em thấy thương nên giới thiệu cho anh đấy. Lẽ nào anh ấy đến tìm anh rồi à? Ngô Bình, anh ta đến huyện Minh Dương rồi. Tử Di, em có biết chuyện về nhà của Hồ Phi Vi không? Đường Tử Di, anh ấy bảo nhà mình làm kinh doanh, còn cụ thể là gì thì em không rõ. Ngô Bình, anh thấy nhà anh ta không đơn giản, chắc chắn không phải làm kinh doanh. Đường Tử Di hỏi, chồng, nếu anh thấy không ổn thì thôi cũng được. Ngô Bình, tuổi thọ của ông anh ta đã hết, muốn cứ thì phải sử dụng đến địa nguyên đan, thậm chí còn phải cho ông ấy ăn đào tiên. Nếu vậy thì chuyện địa nguyên đan và đào tiên sẽ bị lộ ra mất. Đường tử di, anh tự quyết định nhé, không cần nghĩ cho em đâu. Ngô Bình, ừ, anh biết rồi. Về tới nhà, Ngô Bình phát hiện trong thôn rất náo nhiệt, có rất nhiều xe đỗ ở cổng thôn. Anh phải hỏi thì mới biết là các công ty con của Lý Vân Đầu đang thu mua đất ở thôn nên họ chuẩn bị chuyển đến nơi khác. Lý Vân đầu đỉnh xây dựng cả thôn này thành một lâm viên Giang Nam, trừ ngôi nhà mới xây của Ngô Bình ra thì tất cả các hộ khác sẽ bị tháo dỡ hết. Ngô Bình vừa vào nhà thì đã có một người đàn ông trung niên ra chào, ông ấy lịch sự nói, cậu Ngô, tôi là tổng giám đốc của dự án Giang Nam tại Thủy Ngạn, tôi nhận lệnh của chủ tịch đến bàn bạc với cậu. Ông ấy lấy mấy tấm bản đồ thiết kế ra rồi nói, cậu Ngô, đây là năm bản thiết kế mà chúng tôi chọn ra, mời cậu xem. Ngô Bình liếc nhìn rồi gọi Ngô Mi tới, Tiểu Mi, em chọn đi. Ngô Mi gật đầu, anh, cứ giao cho em. Nhóm Hồ Phi Vi cũng được mời vào nhà, anh ta rè rặt đứng sau lưng Ngô Bình, vì trước đó vừa đắc tội với Ngô Bình nên anh ta đang rất thấp thỏm. Ngô Bình nhìn Hồ Phi Vi rồi nói, anh gần 30 tuổi rồi, chắc ông anh 75 tuổi. Hồ Phi Vi lắc đầu, ông tôi mới 65 thôi, 15 tuổi là ông sinh bố tôi, bố tôi 23 tuổi thì sinh tôi. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, sao mới 65 đã hết tuổi thọ được? Hồ Phi Vi cười trừ, mọi người trong nhà cũng không tin được, trong ấn tượng của tôi thì trước năm 60 tuổi, ông tôi rất khỏe, ông đứng với bố trông như hai anh em ấy. Nhưng sau đó, ông chợt già đi rất nhanh rồi mỗi ngày một yếu dần. Ngô Bình trầm ngâm nói, bệnh của ông anh rất khó chữa, khéo tôi cũng phải bó tay. Hồ Phi Vi vội nói, thần y ngô, xin cậu hãy nghĩ cách, dù phải tốn bao nhiêu tiền cũng được. Anh ta chợt nhớ ra chuyện gì đó rồi nói: "Thần Y Ngô, trước khi tôi đi, ông tôi đã đưa cho tôi cái này, bảo để cậu xem." Anh ta lấy một cái hộp rất nặng ở trên xe xuống, sau đó mở ra thì có một cái hộp nhỏ hơn ở bên trong, liên tiếp mấy cái hộp nữa thì họ mới nhìn thấy một món đồ nhỏ xíu bọc bằng giấy bạc. Ngô Bình mở giấy ra thì nhìn thấy một vết bùn màu đen đã khô. Anh khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì thấy vết bùn này đang tỏa ra một nguồn năng lượng kỳ lạ khiến anh thấy rất dễ chịu anh lập tức gói nó lại, sau đó nói với Hồ Phi Vi, bảo người của anh tránh xa cái này ra. Hồ Phi Vi sáng mắt nói, thần y ngô, cậu biết nó là gì ư? Ông tôi cũng nói vậy, bảo tôi phải tránh xa cái này ra. Ngô Bình, ông ấy lấy cái này ở đâu? Hồ Phi Vi, ông không nói, nhưng ông bảo sẽ nói với cậu sau. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi nói, tôi sẽ đến nhà anh, nhưng chưa chắc đã cứu được người đâu đấy. Hồ Phi Vi mừng rỡ, cảm ơn thần y ngô, xin hỏi khi nào mình khởi hành. Ngô Bình, ba ngày nữa. Hồ Phi Vi vội gọi người để củ nhân sâm và con cóc lên bàn, sau đó ra về. Ngô Bình cũng không khách sáo mà bảo cương tử tiến khách. Cương tử quay lại nói, cậu chủ, người đi rồi. Tôi thấy họ có lai lịch lớn đấy, không giống người bình thường đâu. Ngô Bình ừm một tiếng rồi hỏi, cương tử, hưởng tuần trăng mật thích chứ? Thận còn ổn không? Cường tử cười xòa, cậu chủ, tôi vẫn sung lắm. Ngô Bình cười phá lên, tôi cho cậu nghỉ thêm mà sao về sớm thế. Cường tử, sắp Tết rồi, tôi nghĩ cậu sẽ bận nhiều việc nên về luôn. Sau đó, cậu ta trần trừ nói, cậu chủ, tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Ngô Bình cười nói, khách sáo thế, có gì nói luôn đi. Cương tử gãi đầu, cậu chủ, mấy hôm trước, vợ chồng tôi đến nhà giam thăm em trai của Tân Nguyệt, cậu ấy không thích ứng được với cuộc sống trong tù nên đã tự sát một lần tân nguyệt đang lo lắm ngô bình ngạc nhiên tân nguyệt có em trai ư cương tử gật đầu cậu ấy tên là tân khai bị người ta hại chứ hung thủ đang nhởn như ngoài vòng pháp luật còn cậu ấy bị phán tử hình ngô bình nói nếu bị hại thì tôi có thể giúp cậu ấy bị giam ở đâu cương tử nhà giam thạch thành ngô bình gật đầu cứ giao cho tôi cậu bảo tân nguyệt đừng lo quá Cương tử mừng rỡ, cảm ơn cậu chủ. Ngô Bình, cậu dọn phòng cho Yosakura và An đi nhé. Vâng, chương 615, nuôi dưỡng chi nhân chi mã. Ngô Bình gọi cho Chu Nhược Tuyết, nhờ cô ấy điều tra một chút về vụ án của Tân Khai, vì quen thân với Ngô Bình và từng phá được án ma túy nên hiện giờ, Chu Nhược Tuyết đã trở thành một nhân vật phong vân trong đội. Nửa tiếng sau, cô ấy đã gửi ảnh chụp hồ sơ vụ án rồi gửi vào email cho Ngô Bình, sau đó còn hỏi anh cần gì nữa không. Ngô Bình không muốn cô ấy dính vào vụ này nên bảo không cần gì nữa. Anh xem qua về hồ sơ vụ án và đã nắm rõ về tình hình. Một năm trước, Tân Khai vẫn còn là sinh viên, cậu ấy đã đánh chết một người ở trong quán karaoke vì người đó trêu bạn gái cậu ấy. Người chết là bạn cùng trường với Tân Khai, một sinh viên năm tư. Nhưng điều mà Ngô Bình quan tâm không phải đây, anh vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng anh đã tìm thấy lời khai của nhân chứng, những lời khai này rất kỳ lạ. Vì thế, Ngô Bình lại gọi cho Triệu Học Phong ở đội điều tra tỉnh, ông ấy là phó đội trưởng, nhưng vì Ngô Bình từ chối làm đội trưởng nên ông ấy đã được lên thay. Nhưng tầm ảnh hưởng của Ngô Bình vẫn còn, vì thế vừa nghe điện thoại của anh, Triệu Học Phong đã đứng bật dậy rồi nói cậu Ngô. Ngô Bình cười nói, ông Triệu, tôi có việc nhờ ông giúp. Triệu Học Phong nói, cậu Ngô khách sao thế, có gì cậu cứ phân phó ngô bình lập tức kể lại sự việc ai ngờ triệu học phong chưa nghe hết đã thở dài nói cậu ngô tôi muốn gặp cậu để nói chi tiết về chuyện này ngô bình ngờ vực sao chuyện này có nội tình gì hà triệu học phong đúng gặp rồi tôi sẽ kể cậu nghe ngô bình ngẫm nghĩ rồi nói được tối nay gặp nhau ở thạch thành nhé. anh ngắt máy rồi đi sắp xếp nhiệm vụ cho yozakura tama và an ogura không thể để họ rảnh quá được còn anh vào phòng luyện đan sau đó lấy hoa huyết liên và vài dược liệu khác ra bắt đầu luyện chế đại luyện hình đan. Ngoài một cây linh chi trăm năm ra thì các dược liệu còn lại đều dễ tìm. Hiệu quả của đại luyện hình đan kém hơn long hổ luyện hình đan, nhưng cũng rất hữu dụng. Ngô Bình từng mua một hòm trà ở đường lâu với gái 700 triệu, bên trong có 3 bông hoa huyết liên khô, giờ anh sẽ dùng chúng để luyện đại luyện hình đan. Lò thứ nhất, Ngô Bình luyện ra 6 viên đại luyện hình đan màu đỏ, mùi thơm ngào ngạt, đan dược to như hạt đậu tương và thuộc cấp nhất phẩm. Lò thứ hai và thứ ba đều cho ra 7 viên đan dược nhất phẩm, vậy tổng anh đã có 20 viên đại luyện hình đan. Luyện đan xong, Ngô Bình đã thấm mệt nên nghỉ luôn trong phòng. Trong lúc rảnh rỗi, anh lấy linh chi nghìn năm trong chiếc nhẫn ra. Cây linh chi này là anh đấu giá được với giá 12 tỷ. Anh muốn mua nó bằng được là vì trong cây linh chi này có hai lỗ hổng như như quả bóng bàn, bên trong có một người và một con ngựa nhỏ. Trong cuốn sách về dược mà Ngô Bình mới lấy được có ghi chép những cây linh chi nhiều tuổi đã tích tụ tinh hoa của nhật nguyệt và có linh tính, sau đó sẽ sinh ra yêu ma. Chúng thường xuất hiện với hình thức một người tí hon cưỡi ngựa. Rõ ràng trong cây linh chi này đang chứa một hiện tượng như thế, tiếc là nó bị hái quá sớm nên chi nhân chi mã bên trong chưa trưởng thành. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi lấy một cái vải ra, sau đó bỏ các loại dược liệu linh tinh vào để tạo thành một loại đất cho linh chi sinh trưởng anh loay hoanh cả nửa tiếng đồng hồ mới trồng được cây linh chi vào đất đó tiếp theo tưới cho nó bằng linh dịch ất mộc linh dịch ất mộc có hiệu quả rất thần kỳ ngô bình vừa tưới xuống là cây linh chi đã hấp thu hết ngay sau đó trở nên tươi tốt và có sức sống hơn ngô bình nhìn thấy người ti hon và con ngựa trong cây linh chi bắt đầu cử động cái chân cái tay nhỏ trông rất đáng yêu anh sáng mắt lên rồi lấy cây địa chi có đầy ký sinh trùng ra để luyện đan tiếp lửa bốc cháy Ngô Bình liên tục bỏ dược liệu vào. Khoảng chục phút sau, tất cả ký sinh trùng đã bị luyện cháy hết, sau đó hòa vào với cây địa chi và các dược liệu khác để tạo ra một loại thuốc mỡ. Loại thuốc mỡ này rất hữu dụng, chưa kể đế địa chi, đám ký sinh trùng trông có vẻ độc, nhưng đã hấp thu rất nhiều tinh hoa trong người Đường Thái canh nên cũng rất bổ. Sau đó, anh bỏ chỗ thuốc mỡ ấy xuống gốc của cây linh chi rồi lại tưới nước cho nó. Anh tin chỗ thuốc mỡ này đủ để chi nhân chi mã trưởng thành rồi. Ngô Bình cẩn thận đặt cây linh chi vào trong góc nhà kho rồi nhìn đồng hồ, bây giờ đã đến buổi chiều, anh ăn qua loa vài thứ rồi mang rượu ngon mà Lạc Trường Sinh cho đến Thạch Thành. Chiều muộn là Ngô Bình đã có mặt ở ngôi nhà tại phố Lệ Thủy, anh gọi cho Lục Nhiễm Trần trước, sau khi biết Nạp Lan khả khả không ở đây thì mở cửa vào luôn. Lúc này, Lục Nhiễm Trần đang mặc vest, đầu tóc bóng lộn, trông rất đẹp trai. Ngô Bình cười nói, "Anh, chị dâu em không có nhà à?" Lục nhiễm trần, cô ấy ra ngoài rồi, cậu đang cầm gì thế? Ngô Bình dơ hai vò rượu lên rồi nói, rượu, tối nay anh em mình không say không về. Lục nhiễm trần lắc đầu nói, tối nay anh bận rồi, còn phải hẹn hò nữa, không rảnh uống với cậu đâu. Ngô Bình ngẩn ra, hẹn hò á, với nạp lan khả khả à. Lục nhiễm trần đáp, nạp lan là vợ anh, chứ không phải bạn gái. Ngô Bình ngạc nhiên nói, đại ca, không ngờ anh cũng đều thế đấy, lục nhiễm trần nghiêm túc nói này anh đang cứu giúp tình đời đấy ngô bình tỏ vẻ coi thường ok anh cứ yên tâm mà cứu đi em không làm phiền nữa nói rồi anh bỏ rượu xuống rồi rời đi ngô bình đến tìm chu nhược tuyết lâu không gặp nay anh mới rảnh để rủ cô ấy đi ăn tiện thể giới thiệu cô ấy với triệu học phong ngô bình và chu nhược tuyết lần lượt xuất hiện trong một nhà hàng của thạch thành ngô bình cô ấy vẫy tay với anh hai người vào một phòng riêng một lát nữa Triệu Học Phong mới đến, Ngô Bình lấy trà ra bảo nhân viên phục vụ đi pha, sau đó trò chuyện với Chu Nhược Tuyết. "Em đã nhờ người hỏi thăm về vụ án anh nhờ rồi, hình như có vấn đề đấy." Chu Nhược Tuyết nói. Ngô Bình gật đầu, "Đúng, vì thế anh mới nhờ Triệu Học Phong nghe ngóng dùm." Chu Nhược Tuyết đưa điện thoại cho Ngô Bình, anh đọc tin nhắn bên trong rồi cau mày. "Đây là một tin nhắn đe dọa." đại khái là họ đã biết chuyện Chu Nhược Tuyết điều tra vụ án này nên muốn cô ấy đừng lo chuyện bao đồng, không thì chẳng những mất việc mà còn nguy hiểm tới tính mạng. Ngô Bình thức giận nói, ngang ngược, em nhận được tin nhắn này lâu chưa? Chu Nhược Tuyết, ngay sau khi em thu thập thông tin về vụ án, tin tức của họ nhạy lắm, mắt cũng tinh. Ngô Bình lạnh lùng nói, nếu anh mà lật lại vụ án này thì có ai tham gia vào cũng vô dụng thôi. Chương 616, gặp lại vạn lộ khả chu nhược tuyết thở dài nói một đồng nghiệp cảnh báo em là người đứng sau vụ này có thực lực ghê lắm nên em đừng nhúng tay vào ngô bình nói đúng là em nên tránh vụ này ra cứ giao cho anh em đừng xen vào nữa chu nhược tuyết không hề lo sợ nói em là cảnh sát sao phải sợ đám tội phạm ấy chứ ngô bình không khỏi thán phục dũng khí của chu nhược tuyết nên hỏi em ở bên đội phòng chống ma túy thế nào có vất vả lắm không bình thường em tự chọn nên không thấy khổ đâu ngô bình nhắc nhở làm trong ngành này rất nguy hiểm em phải cẩn thận đấy nói rồi anh lấy một cái bình nhỏ ra rồi đổ một viên đại luyện hình đan cho chu nhược tuyết em uống đi rất tốt cho sức khỏe đấy chu nhược tuyết không phải người tu hành nên tò mò quan sát viên đan dược rồi hỏi này có phải uống viên thuốc này xong là em sẽ bất tỉnh nhân sự không đấy ngô bình liếc cô ấy một cái ừ thế em có dám uống không nào ngờ chu nhược tuyết nhét viên thuốc vào miệng rồi uống nước luôn sau đó cô ấy nhìn ngô bình với ánh mắt kỳ lạ ngô bình giật mình chỉ muốn giơ tay ra vuốt má cô ấy đúng lúc này anh chợt cảm thấy gì đó rồi nhìn ra ngoài cửa cửa bị đẩy mở một người đàn ông mặc đồ đen đi vào động tác của hắn rất nhanh đã thế còn dùng khăn che mặt chỉ lộ mỗi hai con mắt hắn đóng cửa lại rồi lấy một con dao găm ra không nói không rằng giơ ngay con dao trước mặt chu nhược tuyết chu nhược tuyết phản ứng nhanh nhạy Lập tức tóm lấy cổ tay hắn rồi bẻ gập. Rắc, cổ tay của tên đó bị bẻ gãy, hắn hét lên đau đớn, nhưng lập tức ngậm miệng vì đã bị một tay của Ngô Bình bóp cổ. Người hắn bị anh nhấc bổng lên không, hai chân quấy đạp, mặt tím tái, thấy hắn sắp ngạt thở thì Ngô Bình ném xuống đất, rồi nói, ai sai anh đến đây? Khăn che mặt của người đàn ông rơi xuống, sau đó hoảng sợ nhìn Ngô Bình rồi hỏi, cậu là tông sư cảnh giới thần? Ngô Bình lạnh giọng nói, trả lời đúng trọng tâm không đừng trách tôi là ác. Người đàn ông không dám phản kháng, tu vi của Ngô Bình quá cao, thực lực rất mạnh nên hắn không thể phản kích lại. Cậu bạn, cậu mạnh lắm, nhưng tôi khuyên cậu đừng lo chuyện bao đồng, họ mạnh hơn cậu tưởng nhiều. Ngô Bình, đó là việc của tôi, anh trả lời câu hỏi đi. Người đàn ông trầm mặc rồi đáp, chuyện này liên quan đến ông Liễu. Ngô Bình cao mày, Liễu Trọng Huyên. Người đàn ông, đúng. Ngô Bình cười lạnh, Liễu Trọng Hiên to gan đấy, dám qua mặt tôi. Về bảo với ông ta trong vòng một tiếng nữa phải đến gặp tôi, không thì tôi sẽ đến tận nhà rồi lấy mạng ông ta đấy. Dù Liễu Trọng Hiên nắm quyền quản lý tỉnh ca, nhưng chưa là gì với Ngô Bình cả. Lần trước, Phục Vĩnh Lâm đến tìm Ngô Bình, kết quả bị người của Vân Tịch dọa cho sợ chạy mất dép, không biết chuyện lần này có liên quan đến hắn ta không nữa. Người đàn ông đứng dậy đi ra ngoài, Ngô Bình không ngăn cả. Chu Nhược Tuyết thở dài nói, Ngô Bình, Liễu Trọng Hiên là ai? Cao thủ tiên thiên của tỉnh ca, người nắm quyền thật sự của tỉnh. Chu Nhược Tuyết biến sắc mặt nói, thế anh phải cẩn thận đấy, người này nghe vẻ nguy hiểm lắm. Ngô Bình nói, em yên tâm, ông ta không là gì với anh đâu. 20 phút sau, Triệu Học Phong đã đến, đôi bên chào hỏi vài câu rồi nói vào chuyện chính luôn, cậu Ngô, có nhiều chuyện nói qua điện thoại không tiện, cậu xem video này đi. Ngô Bình cầm lấy điện thoại rồi xem, sau đó anh đã nhìn thấy Tân Khai em trai của Tân Nguyệt. Tân Khai vào một người quỳ ở cổng, có một người thanh niên đang tát họ, mỗi người bị tát hơn chục cái. Tát xong, người đó vẫn chưa vui nên cầm cái mở rượu vang ở cạnh đó lên đâm vào mắt một người. Cái mở nút chai dài 20 phân, nó lập tức cắm sâu vào đầu của người kia, khiến người kia chết ngay tại chỗ. Có mấy người ở phía sau lên xử lý hiện trường, Tân Khai sợ hãi rồi bị còng tay lại xem xong, Ngô Bình Cao mày nói, hung thủ là ai? Triệu học phong đáp, hắn tên là Liễu Thành Uy, có bố là một nhân vật lớn tên là Liễu Trọng Hiên, chắc cậu cũng nghe tên rồi. Ngô Bình gật đầu, bảo sao mà ngông thế, ra là con trai của vua thế giới ngầm ở Thạch Thành. Triệu học phong, cậu Ngô, tôi biết cậu rất giỏi, nhưng vẫn phải cẩn thận trong vụ án này. Ngô Bình gật đầu, ông Triệu, cảm ơn ông, nhưng ông cứ yên tâm, tôi có chừng mực. À, để tôi giới thiệu, đây là Chu Nhược Tuyết ở đội phòng chống tội phạm ma túy, mong ông để mắt đến cô ấy một chút. Triệu Học Phong cười nói, hoa khôi của đội ấy đây mà, tôi nghe danh lâu rồi. Chu Nhược Tuyết ngại ngùng nói, thủ trưởng Triệu đừng nghe họ nói linh tinh ạ. Đôi bên trò chuyện thêm một lúc thì Triệu Học Phong ra về. Tiến Triệu Học Phong xong, Ngô Bình nhìn đồng hồ rồi nói còn 3 phút nữa. Một phút sau, cửa mở ra, một người đàn ông cao gầy khoảng 45 tuổi bước vào ngô bình nhìn người đó ông ta có chiếc mũi diều hâu mắt sâu ông ta nhìn anh rồi chắp tay cậu ngô ngô bình hỏi ông là liễu trọng hiên à người đó chính là liễu trọng hiên ông ta đáp đúng ngô bình dù chúng ta mới gặp nhau lần này nhưng tôi đã nghe danh của ông lâu rồi anh phúc vẫn khỏe chứ liễu trọng hiên chấn động rồi nói vâng ngô bình lần trước tôi đã gặp anh ta rồi ông có biết không liễu trọng hiên cúi đầu xuống Mồ hôi lạnh vúa ra tôi có. Ngô Bình, thế thì tốt, con trai ông là Liễu Thành Uy đã đánh chết người, sau đó vu vạ cho một người tên là Tân Khai. Ông về bảo cậu ta đi đầu thú đi, đương nhiên ông có thể không đồng ý. Liễu Trọng Hiên run lên rồi nói, xin cậu yên tâm, tôi sẽ bắt nó đi đầu thú. Ông về đi, Ngô Bình xua tay, không muốn nói nhiều với ông ta. Liễu Trọng Hiên về ngay, ông ta đi rồi ngô bình lại gọi thêm mấy món nữa rồi nói nhược tuyết ăn thôi sau đó anh vừa ăn vừa chờ tin nửa tiếng sau triệu học phong đã gọi tới rồi nói với giọng kinh ngạc cậu ngô liễu thành uy tự ra đầu thú rồi tôi đã cho người đến nhà giam để thả tân khai ra nếu không có gì sai lệch thì ba ngày nữa cậu ấy sẽ được thả tự do ngô bình phiền ông rồi triệu học phong nói cậu khách sao thế việc tôi nên làm mà nhận được tin xong Ngô Bình gọi ngay cho cương tử để cậu ấy báo tin mừng cho Tân Nguyệt. Ngô Bình định dẫn Chu Nhược Tuyết đi dạo, nhưng cô ấy lại nhận được điện thoại rồi về chấp hành nhiệm vụ. Tiến Chu Nhược Tuyết xong, Ngô Bình bỗng thấy chẳng có nơi nào để đi, Lục Nhiễm Trần đang ở cạnh Nạp Lan là cái chắc, anh không nên quấy rầy. Anh ngẫm nghĩ rồi gọi cho Lý Quảng Long. Thấy Ngô Bình gọi tới, Lý Quảng Long buông hai người đẹp ra rồi nghe máy, "Gọi anh muộn thế, có việc gì à?" chương 617, hợp tác. Ngô Bình thở dài hỏi, anh Long, anh đang đâu đấy? Anh đang ở nhà khác, chú muốn đến không? Nhà khác thường là nơi nuôi tình nhân, đương nhiên Ngô Bình không tiện đến đó nên nói, thôi, rảnh thì đến đây uống với em. Lý Quảng Long cười nói, được, anh đến ngay. Một lát sau, Ngô Bình đến quán của chị Thanh, Thu Nhi và Tiểu Tân không có ở đây, vì đang bận làm việc cho công ty của Khương Đông Thăng hôm nay chỉ có chị thanh và vài nhân viên ở quán thấy ngô bình tới chị ta vui mừng rồi xếp phòng tốt nhất cho anh quán này không đông lắm trợ lý quảng long đến chị thanh ngồi luôn xuống uống với họ mấy chén ngô bình hỏi thăm tình hình làm ăn của chị ta rồi lại hỏi chuyện của khương đông thăng không lâu sau ngô bình nghe thấy tiếng bước chân sau đó có một cô gái đi vào nhìn thấy cô ấy ngô bình ngẩn ra vì đó chính là vạn lộ khả mà anh từng gặp một lần vạn lộ khả mặc một chiếc váy dạ hội, mắt ướt, một bên má sưng vù, chiếc váy cũng rách tơi tả. Chị Thanh Kinh hãi hỏi, lộ khả, em sao thế? Vạn lộ khả lạnh lùng nói chị, em không sao, cho em mượn xe chị một lát. Sau đó, cô ấy liếc nhìn sang Ngô Bình. Là anh à, vạn lộ khả ngạc nhiên hỏi. Ngô Bình cười nói, chào người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi, ngồi xuống làm chén không? Vạn lộ khả do dự rồi gật đầu, được. Ngô Bình rót cho cô ấy một chén rồi nói, "Cô không uống được loại rượu này ở nơi khác đâu." Vạn Lộ Khả rất chịu chơi, ngửa cổ uống cạn chén rượu, sau đó cô ấy hà một hơi rồi nói, "Rượu Triều Minh à?" Ngô Bình ngạc nhiên rồi dựng ngón tay cái, sành đấy. Đây là rượu mà Lạc Trường sinh cho anh, đính là rượu ủ từ Triều Minh." Vạn Lộ Khả cười nói, "12 tuổi, tôi đã chúc say cả ông nội rồi." Ngô Bình, "Nào, tôi mời cô một chén." Cứ thế, bọn họ uống hết rượu từ bao giờ không hay. Vạn Lộ Khả không có tu vi, nhưng càng uống thì mắt càng sáng, không hề có dấu hiệu say chút nào. Lý Quảng Long cũng phải ngả mũ thán phục rồi nói, "Em gái, em uống siêu thật đấy, anh phục." Vạn Lộ Khả thờ ơ nói, "Tiếc là đây sẽ là lần cuối cùng tôi uống rượu." Ngô Bình hỏi, "Cô gặp chuyện gì à?" Vạn Lộ Khả đáp, "Ừ, trước kia tôi không chịu khuất phục, nhưng giờ đành phải gật đầu thôi." nói xong cô ấy lại ngửa cổ lên uống cạn chén ngô bình chỉ biết một chút về chuyện của cô ấy nên nói nếu gặp chuyện gì phiền phức thì cứ nói với tôi vạn lộ khả thở dài anh ngô cảm ơn anh lần trước đã cứu tôi nhưng lần này không ai giúp được tôi đâu lý quảng long bật cười nói cô em người khác thì không nhưng chú em anh thì vô tư nhé em biết chú ấy là ai không vạn lộ khả sứ người là ai lý quảng long ngoài tỉnh ca thì anh không dám nói chứ nội trong phạm vi tỉnh này thì chú em của anh là số một ngô bình lắc đầu anh long đừng tâng bốc em thế vạn lộ khả nhìn ngô bình anh có biết thân phận của tôi không ngô bình gật đầu tôi đã nghe kể về chuyện nhà cô rồi ông nội cô là vạn trung lương trước khi mất ông ấy đã giao cho cô một phần ba tài sản lần này cô về nước là để vực dậy đông sơn vạn lộ khả gật đầu đúng tôi cứ tưởng mình làm được nhưng giờ mới hay mình chẳng làm được gì cả ngô bình tò mò hỏi rốt cuộc là ai đã gây chuyện với nhà cô cô biết không còn rượu không cô ấy hỏi trên xe ngô bình còn một vò nữa anh nhờ chị thanh đi lấy hô rồi lại rót cho vạn lộ khả vạn lộ khả uống tiếp rồi kể sau khi ông tôi mất bà nội đã dẫn tôi ra nước ngoài bà bảo ông tôi bị người ta hại chết hung thủ là một thế lực rất mạnh tên là thần huy thần huy ngô bình giật mình anh từng nghe từ bá nhân nhắc đến tổ chức bí ẩn này vì chính ông ấy cũng là một thành viên của tổ chức mục đích của họ là gì vì tiền ư anh hỏi vạn lộ khả gật đầu bà tôi bảo ban đầu ông tôi chính là quân cờ mà họ chọn khi thời cơ đến họ kiếm được một khoản còn ông tôi thì chết thay ngô bình như có điều suy nghĩ bảo sao thần huy không muốn cô quay lại chắc họ muốn lấy nốt một phần ba cổ phần của cô đấy vạn lộ khả nghiến răng tôi không cho họ được như ý đâu Xuất lời, cô ấy hỏi Ngô Bình, tôi sẽ tặng cổ phần cho anh, anh dám nhận không? Ngô Bình ngẩn ra, tặng cho tôi ư. Vạn lộ khả gật đầu, anh từng cứu tôi, hơn nữa tôi thấy anh có khả năng nắm giữ chúng. Ngô Bình mỉm cười nói, tôi có một ý kiến khác, cô có muốn nghe không? Vạn lộ khả gật đầu, anh nói đi. Ngô Bình, dự án Giang Nam Thành dự kiến sẽ phải đầu tư hết 300 tỷ trong 10 năm đầu. Có người đã tính được rằng giá đất của Giang Nam Thành tính thêm các tòa kiến trúc nữa phải lên đến 400 tỷ. Mấy năm gần đây, ngân hàng vẫn muốn bán đấu giá Giang Nam Thành, nhưng vì quy mô quá lớn và tổng giá trị quá cao nên chưa làm được. Nếu chúng ta có thể mua nốt 2 phần 3 cổ phần còn lại rồi tiếp tục khai phá thì kiểu gì cũng kiếm to. Vạn Lộ khả cười trừ, khai phá Giang Nam Thành cũng từng là mong muốn của tôi, nhưng sau nhiều lần thử sức, tôi phát hiện mình không làm được ngô bình nói giờ khác rồi có tôi giúp cô mà vạn lộ khả nhìn thẳng vào mắt anh anh ngô anh giúp được tôi ư ngô bình tôi sẽ giúp cô trong âm thầm và đầu tư tiền cho cô ngoài ra tôi còn mời một nhân vật lớn hợp tác với cô tu vi của người này cao lắm thần huy không dám động đến đâu ngô bình đang nhắc đến người anh kết nghĩa lục nhiễm trần của mình vạn lộ khả sáng mắt lên nói anh ngô điều kiện của anh là gì ngô bình chúng ta bắt tay mua nốt cổ phần của giang nam thành tôi bỏ tiền nên được nắm quyền được không vạn lộ khả không chút do dự mà đồng ý ngay được ngô bình nâng chén quyết định thông minh đấy cạn lý quảng long nhìn mà thèm không có phần của anh à ngô bình cười nói lát em sẽ cho anh thêm hai công thức thuốc nữa lý quảng long mừng rỡ được sau đó ngô bình gọi cho lục nhiễm trần điện thoại vang lên giọng ông ấy Gọi anh có việc gì thế? Anh đang bận lắm. Ngô Bình, có một người đẹp muốn cùng đi ăn với anh, anh đi không? Chương 618, đòi nợ. Lục Nhiễm Trần, ta sẽ lập tức tới ngay. Ngô Bình, đại ca, nếu anh đang bận thì không phải đến đâu. Lục Nhiễm Trần, bớt phí lời đi, nổ địa chỉ. Khoảng 20 phút sau, Lục Nhiễm Trần đã đến nơi. Ngô Bình giới thiệu Vạn Lộ Khả với ông ấy, đại ca, có chuyện này em muốn nhờ anh Công ty của chúng ta sắp tới sẽ hợp tác với cô chủ Vạn, sau này anh hãy phụ trách đảm bảo an toàn cho cô ấy." Lục Nhiễm Trần thấy Vạn Lộ Khả vừa trẻ vừa đẹp thì trong lòng vô cùng vui mừng, lập tức đáp, "Sự đệ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho cô chủ Vạn." "Ngô Bình, cô chủ Vạn, sau này có đại ca tôi rồi, sẽ không kẻ nào dám làm hại cô. Nếu có bất cứ vấn đề gì, cô cũng có thể liên lạc với tôi." Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng ô tô phanh gấp nghe thấy âm thanh này đột nhiên vạn lộ khả trở nên lo lắng nói bọn chúng tìm thấy tôi rồi ngô bình hỏi ai cơ vạn lộ khả đám người nhà họ tiền ngô bình lập tức nhớ ra gã đàn ông tên là tiền tiến lần trước anh hỏi kẻ đó tên là tiền tiến phải không vạn lộ khả đúng vậy bố hắn ta tên là tiền trường hào từng là quản gia nhà tôi Năm đó ông nội tôi linh cảm được mình sắp có chuyện chẳng lành nên đã đem một số cổ vật quý hiếm mà mình siêu tầm được giao cho bố tôi bảo quản. Bố tôi sau đó lại đưa cho người quản gia tên tiền trường hào này cất giữ. Sau này bố mẹ tôi đều mất trong tai nạn giao thông, tiền trường hào đã chiếm luôn số cổ vật đó làm của riêng. Trước đó tôi đã muốn tìm gặp tiền trường hào để đòi lại số cổ vật này, nhưng ông ta cứ tránh mặt tôi. Lần trước nếu không phải có anh ra tay tương trợ thì e rằng tôi đã chết trong tay bọn chúng ngô bình không coi đám người nhà họ tiền này là cái đinh gì anh bình thản ngồi đó chờ đám người kia kéo đến nửa phút sau một đám người lao vào trong kẻ đi đầu chính là tiền tiến gã đàn ông lần trước đi ăn cơm cùng vạn lộ khả tiền tiến cười âm hiểm nói lộ khả tôi có ý tốt mời cô tham gia vũ hội sao ngang đường cô lại chạy mất vậy vạn lộ khả lạnh lùng đáp tiền tiến những món đầu nhà họ tiền các người trộm cắp tôi đã đem tặng cho người khác rồi Tiền tiến xứng lại tặng cho người khác. Vạn lộ khả đáp, đúng vậy, chính là anh Ngô Bình đây. Ngô Bình như cười như không, đáp lộ khả, cô thực sự có ý tặng lại cho tôi sao? Vạn lộ khả cười đáp, hai chúng ta đã hợp tác thì tôi phải thể hiện chút thành ý chứ. Vạn lộ khả thừa biết với khả năng của mình, chắc chắn không thể lấy lại những món cổ vật đó. Vậy thì thà làm một việc hợp tình hợp lý là tặng cho Ngô Bình còn hơn là để nhà họ Tiền được lợi với năng lực của Ngô Bình nói không chừng sẽ có cách lấy lại những món đồ đó. Ngoài ra, đây cũng là một bài kiểm tra nhỏ. Nếu đến nhà họ Tiền nhỏ nhoi mà Ngô Bình cũng không đối phó nổi thì sao có thể là đối thủ của Thần Huy? Ngô Bình, cô chủ vạn, vậy tôi sẽ không khách sáo nữa. Anh đứng dậy, đi về phía Tiền Tiến. lập tức hai kẻ luyện công phu lao ra từ sau lưng Tiền Tiến. bọn chúng đang định ra tay với Ngô Bình thì đột nhiên mặt biến sắc một khí tức khiến bọn chúng sợ hãi toát ra từ trên người Ngô Bình, đó chính là quyền ý của anh. Lúc này, hai tên kia như chuột đồng gặp mèo hoang, không dám cử động, cơ thể không ngừng run rẩy. Tiền tiến chẳng có tu vi, nhưng lúc này cũng run như rẽ. Trước mắt anh ta, Ngô Bình như thần như Phật, khiến anh ta sợ hãi chỉ dám ngước nhìn. Anh ta run rẩy hỏi, anh, anh là ai? Ngô Bình, tôi đương nhiên là chủ nợ của anh. Anh nghe thấy rồi đấy, Cô chủ vạn đã chuyển nhượng số cổ vật đó cho tôi. Tiền Tiến nuốt nước bọt, đáp có biết tôi là ai không cả. Bố tôi quen biết rất nhiều quan chức, anh không động vào tôi được đâu. Ngô Bình vỗ vỗ mặt anh ta, "Đáp, việc này không đến lượt anh quyết, đưa tôi đi gặp bố anh." Lúc nói câu này, Ngô Bình dùng thuật thôi miên khiến đầu óc Tiền Tiến không còn tỉnh táo. Anh ta ngoan ngoãn nghe lời Ngô Bình. Đoàn người lên chiếc xe bên ngoài, đi tới nhà họ Tiền. Lúc này tiền trường hào đang ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ xưa, trong tay mân mê một món đồ sứ, gương mặt đầy vẻ mãn nguyện. Mười năm trước, ông ta chỉ là một tay quản gia ở nhà họ vạn. Nhưng tất cả những món đồ có giá trị của gia tộc này đều giao cho ông ta bảo quản. Sau này nhà họ vạn gặp biến, ông chủ và cậu chủ đều chết nên số tài sản đó ông ta đã chiếm làm của riêng. Ông ta đem bán một số món, kiếm được khoảng mấy tỷ tệ, sau đó dùng tiền kiếm được để làm ăn, dần gây dựng nên cơ nghiệp. Giờ nhà họ tiền của ông ta đã là gia tộc giàu có, tài sản lên tới chục tỷ tệ. Tiền trường hào cẩn thận đặt món đồ sứ kia xuống, chuẩn bị vào trong kho xem xét một lượt. Mười năm nay, ngày nào ông ta cũng phải vào trong kho xem lại số cổ vật mà mình cất giữ. Nếu không được nhìn thấy chúng thì ông ta ngủ không ngon giấc bởi đến tận bây giờ ông ta vẫn cảm thấy hiện thực này giống như một giấc mơ vậy. Còn chưa đi tới nhà kho, ông ta đã nghe tiếng con trai tiền tiến của mình vọng vào từ ngoài sân ông ta đột nhiên cảm thấy rất bực mình liền đi ra cổng, quát lớn, ồn ào cái gì đấy. Sứt lời, ông ta xứng người bởi tiền tiến đưa một đám người lạ mặt và cả vạn lộ khả về nhà. Mặt ông ta sầm lại, nói tiểu tiến, con đưa vạn lộ khả về đây làm gì? Không phải đã nói xử lý gọn ghẽ ở ngoài rồi sao? Tiền tiến mặt trắng bệch, dòng run dày đáp bố, vị này là cậu. Cậu chủ ngô. Ngô Bình cười đáp, quản gia tiền, để tôi tự giới thiệu, tôi tên là Ngô Bình. Cô chủ vạn đây đã nhược lại số cổ vật năm xưa bố cô ấy nhờ ông bảo quản cho tôi. Tôi tới để lấy đồ. Tiền trường hào thoáng sững sờ, sau đó cười lạnh đáp đến lấy đồ. Cậu nghĩ mình là ai? Lập tức cút ra khỏi nhà tôi ngay, nếu không tôi sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ. Sứt lời, từ sau lưng ông ta, mười mấy tên bảo vệ, tên nào tên lấy lực lưỡng như hòn non bộ lao lên. Ông ta làm ăn lớn, mỗi năm ít cũng phải có hai tỷ tệ lợi nhuận cho nên, đám vệ sĩ ông ta mời đều tinh thông võ nghệ. Ngô Bình mặt điềm nhiên, bước về phía trước ba bước. Mỗi bước của anh, nền đá dưới chân đều dầm một tiếng, sau đó là một vết chân in lên đá. Tổng cộng trên nền đá có 3 vết chân sâu chừng 3mm, vô cùng rõ ràng. Phải biết rằng nền sân nhà họ tiền dùng loại đá dày tới 30mm để lát. Ngô Bình có thể in vết chân lên nền đá, nhưng lại không làm nứt đá, điều đó khiến đám vệ sĩ kia đều vô cùng kinh ngạc mười mấy tên vệ sĩ lùi về sau như một phản xạ vẻ mặt đầy khiếp sợ có một tên khá to gan lao về phía trước chắp tay nói với ngô bình tại hạ là đồng đại hải của thạch thành xin hỏi quý danh của vị bằng hữu đây ngô bình lạnh lùng đáp một kẻ tu luyện đến cảnh giới khí vẫn chưa đủ tư cách để biết tên tôi việc ở đây không liên quan đến các người lui xuống đi đám vệ sĩ kia không dám ho he tên nào tên nấy vội vã quay xe chẳng còn cách nào tranh lệch về sức mạnh là quá lớn, đối phương ít nhất cũng phải là cao thủ tiên thiên, có thể giết họ như giết gà. Ở lại đây thì khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Chỉ trong nháy mắt, đám vệ sĩ đã chuồn sạch, tiền trường hào sướng sờ, kinh ngạc nhìn Ngô Bình hỏi cậu rốt cuộc là ai. Ngô Bình đáp, tôi họ Ngô, tên Ngô Bình. Tiền trường hào nghiến răng đáp, đừng có ép người quá đáng. Tôi cũng quen không ít cao nhân đâu. Ngô Bình lạnh lùng đáp, ồ, vậy ông nói xem ông quen những ai. Tiền trường hào đảo mắt, đáp tôi quen đệ nhất cao thủ của thạch thành Chu Phật Sinh. Ngô Bình lắc đầu hỏi, Chu Phật Sinh là người mạnh nhất ông có thể nghĩ ra sao? Đáng tiếc ông chọn nhầm người rồi, vài tháng trước ông ta đã bị tôi đánh đuổi khỏi thạch thành, giờ vẫn đang lưu lạc ở bên ngoài. Tiền trường hào kinh ngạc, cậu đánh đuổi Chu Phật Sinh. Lý Quảng Long cười lạnh, Chu Phật Sinh là cái thá gì? Còn không xứng sách dày cho cậu ấy, họ tiền kia, bớt phí lời đi đã ăn cướp của nhà người ta lại còn định giết người diệt khẩu. Đúng là đáng chết. Tiền trường hào liên tục lùi về phía sau đáp, tôi sẽ báo cảnh sát. Ngô Bình nhìn ông ta như một kẻ thiểu năng, gần giọng ông nghĩ mình có cơ hội để báo cảnh sát hay sao? chương 619, sức mạnh đáng kinh ngạc. Lý Quảng Long cười đáp, họ tiền kia, chắc ông cũng biết thủ đoạn tàn độc của Giang Hồ rồi, đừng rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, ngoan ngoãn phối hợp đi thì chúng tôi sẽ tha cho cái mạng chó của ông nếu ông vẫn không biết tốt xấu thì đừng nói là các anh em tôi đến tôi cũng có thể xử lý ông đấy tiền trường hào không cam tâm số bảo vật đó ông ta khó khăn lắm mới lấy được sao có thể để nó dễ dàng rơi vào tay kẻ khác đột nhiên ông ta rút từ thắt lưng ra một khẩu súng chỉ vào ngô bình quát đừng có qua đây nếu không tôi sẽ bắn Ngô Bình điềm nhiên đáp, khẩu súng trong tay ông bắn ra viên đạn có tốc độ bay là 400 m một giây. Với tốc độ đó thì không giết nổi tôi. Nói rồi, anh lại bước lên một bước, tiền trường hào vô cùng lo sợ, vội vã kéo chốt an toàn của khẩu súng. Bằng! Một tiếng súng vang lên, viên đạn bay về phía bụng Ngô Bình. Mọi người còn chưa kịp định thần thì Ngô Bình đã đưa tay chắn trước bụng. Viên đạn xé gió bay tới cũng bị Ngô Bình nhanh như cắt chộp lấy, tốc độ của anh có thể ngang với tốc độ của âm thanh một viên đạn đương nhiên không là gì anh xòe tay ra một viên đạn nằm gọn trong lòng bàn tay sau đó anh búng nhẹ một cái viên đạn lại bay đi cạch viên đạn va vào khẩu súng khẩu súng lập tức rời ra thành từng mảnh linh kiện nhỏ rồi rơi xuống đất tiền trường hào giờ đã hoàn toàn tuyệt vọng còn bắt được cả đạn thì đâu phải là người nữa tiền tiến và mấy người lý quảng long cũng sững sờ lý quảng long thốt lên quá đỉnh chú em tay không bắt đạn mới ghê chứ ngô bình nhìn tiền trường hào tôi đếm đến ba nếu ông không chịu phối hợp thì tôi sẽ ra tay tiền trường hào biết mình đã cùng đường trước mặt nhân vật đáng sợ như thế này ông ta có dở trò gì cũng vô ích ông ta thở dài nói được tôi sẽ đưa lý quảng long gọi một cuộc điện thoại ngay lập tức có mấy chiếc xe chở hàng tới đỗ trước cửa nhà họ tiền sau đó lý quảng long đích thân đưa người vào trong kho lấy đồ gói từng món lại chất lên xe. Vạn Trung Lương năm xưa là một nhân vật có tiếng tăm, ông ấy siêu tầm rất nhiều món đồ quý giá. Ngô Bình đếm sơ sơ thấy có hơn 3.000 món. Nhiều đồ như vậy nên phải chuyển tới 5 giờ sáng mới xong. Trong phòng khách, Ngô Bình nói với tiền trường hào, quản gia tiền, ông có được cơ nghiệp như hôm nay, hẳn là đã bán đi rất nhiều món đồ rồi phải không? Nói cho tôi nghe ông đã bán bao nhiêu món, tốt nhất đừng có lừa tôi. Tiền Trường Hào mặt xám ngoét đáp, tôi đã bán hơn 300 món, kiếm được chừng 2 tỷ. Ngô Bình gật đầu, vậy được, ông đưa tôi 5 tỷ tệ, hai chúng ta coi như không ai nợ ai nữa. Cái gì? 5 tỷ tệ? Tiền Trường Hào thiếu điều nhảy lên, tổng gia sản của ông ta cũng chỉ có hơn 10 tỷ. Ngô Bình cười lạnh, sao vậy? Không muốn sao? Tiền Trường Hào sau đó lại cúi đầu cắn răng đáp, tôi sẽ đưa. Thực ra nhà họ Tiền không có nhiều tiền mặt đến vậy trong nháy mắt lấy ra 5 tỷ là chuyện không tưởng. Cho nên ông ta đưa trước 1 tỷ tệ tiền mặt, số vàng bạc châu báu trị giá 500 triệu tệ. Số tiền còn lại thì thế chấp tài sản đứng tên nhà họ tiền. Những sản nghiệp này gồm có cổ phần. Những việc vụn vặt đó anh nhờ đường tử di tới xử lý nốt giúp. Đường tử di đưa tới một nhóm kế toán và luật sư chuyên nghiệp để hai bên tiến hành chuyển giao tài sản. Toàn bộ số tài sản thu được sẽ được chuyển vào công ty Bắc Thần mới thành lập của Ngô Bình. Hiện tại, toàn bộ cổ phần dự án Vịnh Bạch Long, cổ phần nhà máy thuốc, cổ phần nhà máy hóa chất của Ngô Bình đều đã được chuyển vào công ty Bắc Thần. Pháp nhân của công ty là Đường Tử Di, đại cổ đông là Ngô Nghi, Trương Lệ, Ngô Bình và Lục Nhiễm Trần. Hơn 3.000 món cổ vật còn lại, Đường Tử Di phái người đưa tới biệt thự Vân Đình. Những món đồ này qua 10 năm đã tăng giá lên không ít, tính xương xương cũng phải được 3 chục tỷ tệ. Thấy tài sản của mình thi nhau đội nón ra đi, Tiền Trường Hào lúc này mặt vô cùng khó coi. Ông ta chỉ muốn khóc một trận thật to. Ngô Bình nói Tiền Trường Hào, với tất cả việc xấu ông đã làm, đáng lẽ ra tôi phải trừng phạt ông thật nặng. Có điều cô chủ vạn là người tốt, bảo tôi đừng truy cứu nữa. Sau này ông liệu liệu mà sống cho tốt, làm nhiều việc thiện vào. Tiền Trường Hào mặt trắng nhịch đáp, vâng, nhất định rồi. Buổi trưa đoàn người tới chỗ ở của Lý Quảng Long. Ngô Bình nhân cơ hội này giới thiệu cho Đường Tử Di và Vạn Lộ khả làm quen với nhau. Tử Di, bọn anh đang định khởi động lại dự án khu đô thị Giang Nam Thành, nhà họ Đường có muốn tham gia không? Đường Tử Di đáp, không phải anh nói dự án này không làm được sao? Ngô Bình, thời thế đổi thay, khi đó không được nhưng giờ thì được. Đường Tử Di cười nói, nếu đã làm được thì em đương nhiên muốn tham gia. Ngô Bình, anh định chia cho em 30% cổ phần. Vạn Lộ khả 20%, công ty Bắc Thần 50%. Sau này sẽ phải đầu tư thêm rất nhiều tiền, nhà họ Đường xoay vốn có vấn đề gì không? Đường Tử Di, không vấn đề gì. Tháng trước biệt thự Vọng Nguyệt ở Hải Thành đã khai trương, hiện đã bán 40% cổ phần, thu lại 45 tỷ tệ. Dự kiến tháng sau có thể thu lại khoảng 110 tỷ tệ. Sau khi trả hết các khoản nợ, sẽ còn lại khoảng 70 tỷ tệ. Ngô Bình gật đầu. Dự án khu đô thị Giang Nam Thành là dự án lớn, ít thì cũng phải 3 đến 5 năm mới hoàn thành. Đến lúc đó số tiền thu được từ dự án Vịnh Bạch Long đã thu lại được hết. Nhà máy thuốc cũng bắt đầu có lãi, tiền vốn đối với anh có lẽ cũng không thành vấn đề. Đường Tử Di cười đáp, không sai, nhắc tới nhà máy thuốc, buổi chiều chúng ta tiện tới công xưởng xem đi. Nhà xưởng của chúng ta đã đến giai đoạn hoạt động thử rồi. Lý Quảng Long vội vã nói, tôi nói này người anh em Mau đưa phương thuốc mới cho tôi." Đường Tử Di cười đáp, "Anh Long, vốn dĩ nhà máy thuốc của chúng ta có kiếm được tiền hay không, kiếm được bao nhiêu tiền toàn bộ đều phụ thuộc vào công thức thuốc của Ngô Bình phải không?" Lý Quảng Long cười đáp, "Đúng vậy." "Đường Tử Di, nhưng Ngô Bình hiện chỉ nắm 20% cổ phần, tôi thấy như vậy vẫn hơi ít. Hay là thế này đi, chúng ta mỗi người nhường lại thêm một ít cổ phần cho anh ấy." Lý Quảng Long cười đáp, "Không vấn đề gì." Chỉ cần có công thức thuốc tốt thì tôi có thể nhượng lại 15% cổ phần." Đường Tử Di cười đáp, "Vậy tôi cũng nhượng lại 10% cổ phần." Ngô Bình lại đáp, "Cứ để như hiện tại thì tốt hơn." Đường Tử Di, "Không được, anh phải nắm nhiều cổ phần mới đúng." Lý Quảng Long cũng cười, nói, "Không sai, người anh em, nếu như không có công thức thuốc của chú thì nhà máy không thể nào kiếm được tiền. Chú không cần phải khách sáo như vậy." Hai người kia cứ kiên quyết mãi nên Ngô Bình đành phải đồng ý. Sau khi chuyển giao cổ phần, Ngô Bình nắm tổng cộng 45% cổ phần. Lý Quảng Long nắm 35% cổ phần còn Đường Tử Di nắm 20% cổ phần. Nhà máy thuốc này đầu năm đã được Lý Quảng Long đổi tên thành công ty Long Huy, năm ngoái doanh thu vào khoảng 30 tỷ tệ, lợi nhuận 12 tỷ tệ. Năm nay dù không phát hành thuốc mới thì doanh số cũng vượt 70 tỷ, lợi nhuận hơn 30 tỷ tệ nếu thuốc mới được phát hành ra thị trường thì doanh số sẽ vượt qua 100 tỷ. Theo kế hoạch của Lý Quảng Long, 3 năm sau công ty sẽ lên sản chứng khoán, dự đoán giá trị sẽ trên trăm tỷ tệ. Đường Tử Di và Vạn Lộ Khả tiếp tục bàn bạc kỹ hơn về chuyện hợp tác. Còn Ngô Bình thì đi tới phòng đọc sách của Lý Quảng Long chuẩn bị viết công thức thuốc mới. Có thể trở thành một bài thuốc mà tất cả mọi người có thể sử dụng thì khó, bởi không chỉ phải đảm bảo công hiệu của thuốc mà giá cả cũng không được quá cao suy nghĩ một lát anh quyết định phát triển một phiên bản nâng cấp của phiên bản thuốc trước đó anh nghiên cứu một loại thuốc có tác dụng cải thiện mạch máu não khá tốt phương thuốc ban đầu được đổi tên thành phương thuốc mà ngô bình mới phát triển có dược lực mạnh có tác dụng kéo dài tuổi thọ nhất định sử dụng lâu dài sẽ có tác dụng phòng chống tụ máu não chảy máu não và các bệnh phổ biến liên quan đến mạch máu não thường gặp cho nên anh đã đặt tên cho loại thuốc mới này là đương nhiên giá của loại thuốc này cũng đắt hơn, mỗi hộp khoảng 2.000 tệ. Sau khi viết xong công thức anh liền bảo Lý Quảng Long theo đơn mà làm thuốc, sau đó anh sẽ đích thân thử thuốc. chương 620, Phương thuốc mới. Trong lúc đợi Lý Quảng Long thu thập dược liệu thì anh viết phương thuốc thứ hai, thuốc này chủ yếu chữa bệnh tiểu đường type 2. Thuốc có khả năng chữa khỏi hoặc ít nhất là cải thiện tình trạng của bệnh nhân. Trên thế giới có hơn 400 triệu người mắc bệnh tiểu đường, trong nước có tới hơn 100 triệu người nên đầu ra cho loại thuốc này không thành vấn đề. Sau khi anh viết xong công thức thuốc thứ hai, người của Lý Quảng Long đã đưa dược liệu tới. Ngô Bình lập tức lấy ra mấy loại dược liệu rồi bắt đầu phối theo tỷ lệ. Sau 15 công đoạn, từ 23 loại dược liệu ban đầu đã chiết xuất ra được một ít chất lỏng. Sau đó chất lỏng này được cho vào một cái bình, đun nóng lên để các thành phần có công hiệu ở bên trong phản ứng với nhau và tạo ra dược lực cuối cùng của sản phẩm, Cuối cùng, sau khi được đun ở nhiệt độ thích hợp, chất lỏng kia từ màu xanh lam nhạt chuyển thành màu xanh lá cây đậm, mùi thơm đậm của thuốc lan ra khắp nơi. Ngô Bình lập tức cầm chiếc bình đựng chất lỏng kia lên, rót vào cái bát sứ đã chuẩn bị sẵn trước đó. Anh nâng bát sứ lên uống một ngụm, dược lực của thuốc nhanh chóng được hấp thu qua kinh mạch của anh. Anh nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận công hiệu của thuốc. Nhưng không lâu sau đó, Ngô Bình chợt cau mày lại. Lý Quảng Long vô cùng lo lắng hỏi chú em sao vậy. Ngô Bình, hiệu quả thì có đấy, có điều kém hơn em dự định một chút. Phương thuốc này vẫn còn phải điều chỉnh. Sau đó, Ngô Bình đưa cho Lý Quảng Long phương thuốc chữa bệnh tiểu đường rồi bảo anh ta đi bốc thuốc. Ngô Bình thì tiếp tục nghiên cứu lại phương pháp luyện loại thuốc đầu tiên. Trong lúc Ngô Bình đang bận biểu thì Đường Tử Di và Vạn Lộ Khả đang ở trong phòng khách bàn về dự án khu đô thị Giang Nam Thành. Hai cô gái đã bàn xong các chi tiết của dự án Giờ họ đang bắt đầu chuyển sang chủ đề mỹ phẩm và giày dép. Chẳng bao lâu sau, vợ Lý Quảng Long cũng nhập hội. Người ta nói ba người phụ nữ là thành một cái chợ quả không sai, nhà Lý Quảng Long đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Lúc này Ngô Bình cũng đã thử luyện lại loại thuốc kia vài lần, cuối cùng cũng luyện ra được loại thuốc có tác dụng như anh mong muốn. Sau đó anh ghi lại toàn bộ quá trình luyện thuốc, đưa cho Lý Quảng Long bảo anh ta sai người thực hành một lần. Lý Quảng Long đã có kinh nghiệm từ lần trước nên ngay lập tức tìm được một vài chuyên gia, bảo họ luyện thử loại thuốc mới này. Ngô Bình đã ghi lại rất rõ cách luyện, môi trường luyện thuốc cho nên giờ họ làm theo cũng rất dễ dàng. 9 giờ tối hôm đó, xưởng thuốc gửi tới một mẫu thuốc luyện theo phương pháp mà Ngô Bình chỉ. Ngô Bình uống một ngụm, cảm thấy loại thuốc này có thể đạt tới 90% hiệu quả mà anh yêu cầu. Mặc dù chưa thể coi là hoàn hảo, nhưng vẫn nằm trong mức độ cho phép của anh. Thấy Ngô Bình đã công nhận loại thuốc này, Lý Quảng Long vô cùng phấn khởi nói, chú em, chúng ta đã có nhà xưởng như hiện tại, giờ chỉ cần mua thêm một số máy móc là có thể sản xuất hàng loạt rồi. Ngô Bình, tiền dược liệu khá đắt, cho nên mỗi hộp bán giá 2.000 tệ là khá hợp lý. Lý Quảng Long cười đáp, hiện giờ anh sẽ lập tức cho sản xuất thử, tranh thủ đến năm sau sẽ sản xuất hàng loạt. Ba tháng sau chúng ta sẽ nâng sản lượng mỗi ngày lên tới 100.000 hộp. 100.000 hộp một ngày thì doanh thu mỗi ngày sẽ là 200 triệu tệ, còn doanh thu một năm là 70 tỷ tệ. Lý Quảng Long vô cùng phấn khích, mắt sáng như đèn pha bởi giờ khoảng cách giữa anh ta và gia sản hàng trăm tỷ ngày càng gần hơn. Ngô Bình, việc này cứ làm từ từ, không cần phải vội nâng sản lượng. Lý Quảng Long đáp, sản phẩm đời đầu của chúng ta được đánh giá rất tốt, sản phẩm mới này sau khi bán ra chắc chắn sẽ không phải lo vấn đề tiêu thụ, ngô bình tạm thời chúng ta cứ làm loại thuốc số một này trước đi còn loại thuốc tiểu đường em vẫn phải nghiên cứu điều chỉnh thêm nghiên cứu phương thuốc mới và cải tiến một phương thuốc cố quá trình không giống nhau nghiên cứu thuốc mới đương nhiên có độ khó cao hơn nên cần phải nghiên cứu một thời gian nhất định sau khi vất vả cả một ngày lúc này họ mới được ăn cơm đường tử di và vạn lộ khả ăn cơm cùng ngô bình tranh thủ bàn với anh về dự án khu đô thị giang nam thành Kế hoạch của Vạn Lộ Khả là cô ấy sẽ đứng ra đấu thầu 2 phần 3 số cổ phần còn lại của dự án Giang Nam Thành. Như vậy cô ấy sẽ có được 100% cổ phần của dự án. Sau đó, cô ấy sẽ hợp tác với nhà họ Đường và công ty Bình Thần cùng nhau phát triển dự án này. Thứ hai, công ty Bình Thần sẽ chiếm 50% cổ phần, tập đoàn Đường thị chiếm 30%, còn Vạn Lộ Khả thì chiếm 20%. Nhưng điều rủi ro nhất là trong quá trình đấu giá dự án này, Tổ chức Thần Huy khó lòng để cô ấy được như ý nguyện. Ngô Bình nói với Lục Nhiễm Trần, đại ca, an toàn của cô chủ vạn phải nhờ vào anh rồi. Lục Nhiễm Trần, yên tâm đi, có ta ở đây, cô ấy tuyệt đối sẽ được an toàn. Ngô Bình còn phải đi trị liệu cho một bệnh nhân khác nên sáng sớm hôm sau đã từ biệt mọi người để đi về phía Lương Thành. Lương Thành cách Thạch Thành không xa, đi theo đường thẳng thì khoảng hơn 300 cây số. Ngô Bình lái ô tô, buổi sáng 10 giờ đã đến Lương Thành sau đó anh nhanh chóng gặp mặt Hồ Phi Vi. Từ ngày hôm qua, Hồ Phi Vi đã tới Lương Thành để chờ sẵn. Sáng sớm, anh ta đã đợi Ngô Bình ở lối ra của đường cao tốc. Cuối cùng cũng thấy Ngô Bình tới, anh ta thở phào nói, Ngô Thần Y, cuối cùng thì cậu cũng tới. Ngô Bình, có chuyện gì vậy? Hồ Phi Vi thở dài đáp, từ tối hôm qua, ông nội tôi thần chí đã không còn tỉnh táo. Tôi rất sợ ông không đợi được đến lúc Ngô Thần Y tới. Ngô Bình gật đầu đáp, vậy chúng ta phải nhanh lên. Anh ngồi lên xe hồ Phi Vi, đi về nhà họ Hồ. Lương Thành là vùng trọng điểm quân sự, dân số khoảng hơn 5 triệu người, khí hậu ấm ướt, địa hình phức tạp. Nơi này trước giờ vẫn luôn là vùng tranh chấp của nhiều thế lực quân sự, bất kể là xuống phía nam hay vào phía đông đều phải đi qua khu vực này. Chiếc xe đi nửa tiếng đồng hồ thì tới doanh trại quân đội, đi tiếp một đoạn nữa thì tới một cái sân lớn bên ngoài sân có binh sĩ cầm súng đứng gác trông rất trang nghiêm cho dù là hồ phi vi cũng phải xuất trình giấy tờ mới được ra vào chiếc xe đi vào trong sân rồi dừng trước một căn nhà ba tầng nho nhỏ hồ phi vi mời ngô bình đi vào trong căn nhà đó cửa mở ra ngô bình thấy bên trong phòng bài trí rất giản dị đập vào mắt là chiếc ghế mây bàn gỗ sàn nhà có lẽ đã sử dụng hàng chục năm và mấy tấm ảnh cũ treo trên tường trong phòng khách có một người đàn ông đang ngồi người này thấy ngô bình đi vào thì lập tức đứng dậy nói xin chào ngô thần y thần y lặn lội từ xa tới vất vả rồi hồ phi vi giới thiệu ngô thần y đây là bố tôi hồ duy tài ngô bình điềm đạm đáp hồ tiên sinh không cần khách sáo người bệnh đâu rồi hồ duy tài lập tức dẫn ngô bình vào trong một căn phòng ngủ cửa phòng mở ra ngô bình lập tức ngửi thấy mùi thuốc thảo dược có một ông cụ đang nằm trên giường mắt nửa nhắm nửa mở Gương mặt trông đã vô cùng già cỗi, cứ như hơn 100 tuổi vậy. Hồ Duy Tài hỏi, "Ngô Thần Y, bệnh của bố tôi còn chữa được không?" Ngô Bình quan sát ông cụ trước mặt thì phát hiện sức sống của ông ấy dường như đã bị tiêu hao hết. Ông ấy cầm cự được đến lúc này hoàn toàn là nhờ một số loại dược liệu quý giúp sức. Anh nắm lấy một tay ông cụ, ất mộc linh lực truyền vào kinh mạch của ông ấy, ông cụ hơi mở mắt ra. Thấy Ngô Bình, ông ấy mỉm cười nói, "Cậu là Ngô Thần Y sao?" Ngô Bình, ông cụ Hồ, tôi là Ngô Bình." Ông cụ nói, "Suy tài, hai bố con ra ngoài trước đi." Hai bố con Hồ Phi Phi nghe vậy liền đứng dậy rời khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại. Trong phòng ngủ lúc này chỉ còn Ngô Bình và ông cụ kia. "Ông cụ Hồ, Ngô thần y, cho phép tôi tự giới thiệu, tôi tên là Hồ Nam Thiên. Tôi từng là chỉ huy của doanh trại Thần Uy." "Ngô Bình, ông cụ Hồ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cơ thể ông vậy?" có thể nói cho tôi biết không? Hồ Nam Thiên gật đầu, đương nhiên rồi. Sau đó ông ấy hỏi, Ngô Thần Y, chỗ bùn đất mà tôi bảo Phi Vi mang đến cho cậu, cậu đã nhìn thấy chưa? Ngô Bình đáp, tôi đã thấy, cục đất vàng đó là một thứ rất nhiều tà khí. Nó đến từ đâu vậy? Hồ Nam Thiên, tôi già đến nhanh thế này là bởi vì đi qua một nơi, cục đất đó là tôi lấy từ nơi đó về. chương 621, Thế giới kỳ lạ dưới lòng đất. Ngô Bình tò mò, đó là nơi nào vậy? Hồ Nam Thiên, có lẽ cậu cũng nhìn ra, tôi giống như cậu cũng là nhân tiên. Nhưng từ 5 năm trước, sau khi ra khỏi nơi đó thì tốc độ lão hóa của tôi cực kỳ nhanh, chỉ trong vòng 5 năm đã chẳng khác nào ngọn đèn dầu sắp cạn. Dừng lại một lát, Hồ Nam Thiên nói tiếp, nơi đó là chúng tôi tình cờ phát hiện ra lúc đang đào hầm tên lửa. Khi tôi tới hiện trường đã đưa theo vài người lính xuống đó thăm dò. Ở bên trong rất rộng, giống như một thế giới ngầm dưới lòng đất. Ở bên trên thì mọc đầy các loại thực vật, tôi đã bảo người của mình hái một ít mang về. Đúng rồi, hai mẫu vật mà tôi đưa cho cậu chính là các loại dược liệu hái được ở đó. Ngô Bình tim đập thình thịch, hỏi, sau đó thì sao? Hồ Nam Thiên thở dài đáp, sau khi ra khỏi đó không lâu thì những người tôi đưa theo bắt đầu sinh bệnh, tôi cũng lâm bệnh nặng. Họ hoặc là bệnh chết hoặc là chết vì lão hóa rất nhanh. Có thể do tôi là một nhân tiên nên mới cầm cự được đến bây giờ. Kể xong Hồ Nam Thiên nhìn Ngô Bình, hỏi, Một thần y, tôi nghe nói y thuật của cậu rất cao minh. Liệu có cách nào giúp tôi kéo dài tuổi thọ không? Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi đáp, tôi có thể giúp ông hồi phục lại như ban đầu. Hồ Nam Thiên vô cùng mừng rỡ, thật sao? Ngô Bình gật đầu, đương nhiên là thật, có điều tôi muốn đi tới chỗ ông nói một chuyến. Hồ Nam Thiên mặt lộ vẻ khó xử đáp. Thực sự không dám giấu, nơi đó hiện giờ bị canh gác rất cẩn mật, đến người của tôi cũng không có cách nào vào được. Ngô Bình không nói gì, chỉ im lặng nhìn ông ấy. Hồ Nam Thiên cắn răng đáp, có điều người của tôi phụ trách tuần tra khu vực bên ngoài, nên có thể giúp cậu lén vào trong đó. Có điều, bên trong cực kỳ nguy hiểm, những người đi vào quá sâu đều mất mạng trong đó. Ngô Bình, nguy hiểm hay không là việc của tôi, ông chỉ cần đưa tôi vào bên trong là được. Hồ Nam Thiên đành đáp, được, vậy tôi có thể đưa thần y vào trong. Ngô Bình lúc này mới nói, bệnh của ông thực ra không khó chữa. Nói rồi, anh lấy từ trong tay áo ra một viên Địa Nguyên đan cho Hồ Nam Thiên uống. Địa Nguyên đan này vốn có tác dụng kéo dài tuổi thọ vô cùng thần kỳ. Sau khi uống đan dược, Hồ Nam Thiên toàn thân cảm thấy có sinh khí, tóc trắng chuyển thành đen, những nếp nhăn cũng đã mở đi già nửa. Tiếp đó, Ngô Bình thi triển một bộ bổ thiên thần châm và dùng ất mộc linh lực lưu thông kinh mạch giúp ông ấy. Một tiếng sau, anh đem tinh thạch linh hồn đặt vào trong tay Hồ Nam Thiên rồi bảo ông ấy tĩnh dưỡng. Khi anh ra khỏi phòng ngủ thì hai bố con Hồ Duy Tài mới chạy tới hỏi, thần y, bố tôi thế nào rồi? Ngô Bình đáp, xin cứ yên tâm, cụ nhà đã qua cơn nguy kịch. Một lát nữa hai người có thể vào thăm. Hồ Duy Tài mừng rỡ hành lễ với Ngô Bình, đa tạ Ngô Thần Y. Ngô Bình nói tiếp, có điều, ông cụ vẫn đang rất yếu, sau này vẫn phải bồi bổ thêm một thời gian. Ông ấy nói với tôi, nhà ta có không ít linh dược, có thể mang tới cho tôi xem được không? Hồ Duy Tài vội vã đáp, được chứ? Chỉ khoảng 10 phút sau là Hồ Phi Vi đã cho người mang tới mười mấy cái hộp. Những chiếc hộp này đều được tạc bằng ngọc trắng, kích thước khác nhau. Ngô Bình liếc nhìn một lượt những chiếc hộp là đại khái biết bên trong có những gì. Trong những hộp này có 13 loại dược liệu, Đa số là nhân sâm và linh chi. Có lẽ Hồ Nam Thiên đặc biệt thông hiểu về hai loại dược liệu này nên mới cho người đi thu thập nhiều đến vậy. Ngoài nhân sâm và linh chi còn có ba vị thuốc khác là quả hỏa linh màu đỏ tươi, quả nguyên linh to cỡ chừng nắm đấm và chùm quả thanh minh to chừng ngón tay. Bên trong không có lá thuốc, có lẽ là do người lấy thuốc cảm thấy những loại quả kia đẹp hơn. Mà phán đoán của họ cũng không sai, ba vị thuốc này so với nhân sâm và linh chi còn quý hơn gấp trăm lần so với thiềm thử thì cũng là loại dược liệu quý ngang hàng. Hồ Duy Tài cười nói, bố tôi đã dặn nếu như thần y chữa được bệnh của bố tôi thì chỗ dược liệu này toàn bộ đều tặng cho thần y. Ngô Bình đương nhiên không khách sáo, cười đáp, vậy xin đa tạ. Trong 10 loại dược liệu còn lại có 3 củ sâm vua, trong đó có một củ là sâm vua nhị phẩm. Còn cả hai cây linh chi nghìn năm, trong đó có một cây đã gần 3.000 năm tuổi, có thể gọi là linh chi vua giá của nó không hề thấp hơn sâm vô nhị phẩm. Những thứ đồ này cực kỳ quý giá, lần trước Ngô Bình mua một củ nhân sâm vô nhị phẩm về hết 15 tỷ tệ. Hồ Duy Tài cười nói, tôi nghe nói cậu đang làm việc cho Thiên Long. Ngô Bình đáp, tôi là nhóm trưởng đội hắc thạch của Thiên Long. Hồ Duy Tài đáp, doanh trại thần uy của chúng tôi cũng đang chiêu mộ nhân tài. Nếu Ngô thần y có hứng thú thì có thể tới chỗ chúng tôi làm phó chỉ huy. Ngô Bình chớp mắt hỏi, "Phó chỉ huy tương đương với cấp bậc nào vậy?" Hồ Duy Tài đáp, "Là thiếu đô đốc." Ngô Bình sáng mắt lên, "Thiếu đô đốc không phải một chức vụ nhỏ. Thường các chỉ huy cấp cao trong quân đội đều ở cấp bậc thiếu đô đốc này. Bên dưới thiếu đô đốc có 30.000 đến 50.000 quân." Có điều anh chưa lập tức trả lời ngay mà chỉ nói, "Việc này để sau bàn tiếp đi." Lúc này cũng đã đến giờ cơm trưa, Hồ Duy Tài mời Ngô Bình xuống nhà ăn ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong thấy cũng đã được kha khá thời gian, họ liền đấy cửa bước vào phòng ngủ. Hồ Nam Thiên lúc này đang ngồi thiền, cửa vừa mở thì ông ấy cũng mở mắt ra. Trên bề mặt da của ông ấy có một lớp da chết, dùng tay gạt đi thì lớp da chết này sẽ rơi xuống, để lộ ra làn da mới. Hiện giờ Hồ Nam Thiên trông chỉ giống người ngoài 50 tuổi, đầy tinh thần và sức lực. Hồ Duy Tài vô cùng mừng rỡ hỏi: "Bố, bố không sao rồi chứ?" Hồ Nam Thiên cười đáp: đã khỏe lại hoàn toàn rồi, vô cùng tạ ơn cứu mạng của Ngô thần y, nói rồi ông ấy hành lễ cảm ơn Ngô Bình. Ngô Bình, hồ tiên sinh không cần khách sáo. Hồ Nam Thiên, Ngô thần y, việc tôi đã đồng ý với thần y có lẽ đến sang năm mới sắp xếp được. Giờ cũng đã sắp đến Tết, Ngô Bình cũng chẳng vội nên đáp được. Hồ Nam Thiên muốn giữ Ngô Bình ở lại Lương Thành chơi vài ngày, nhưng ngày kia đã là năm mới, Ngô Bình phải về nhà. Cho nên ngay chiều hôm đó anh đã ngồi máy bay về huyện Minh Dương. Sau khi về đến nhà, anh nhìn thấy Cương Tử và Tân Nguyệt đang quét dọn. Ngô Mi và An Ogura cũng đang giúp đỡ họ. Thấy anh trở về, Tân Nguyệt và Cương Tử vội vã chạy ra đón. Cậu chủ, Tân Khai đã về nhà rồi, Tân Nguyệt cười nói. Tân Nguyệt lại còn định quỳ xuống cảm ơn anh nhưng Ngô Bình vội vã dìu cô ấy đứng dậy, nói Tân Nguyệt, Cương Tử giống như anh em tôi, cô không cần phải làm vậy tân nguyệt vẻ mặt đầy cảm động đáp cậu chủ ngô bố mẹ bảo tôi dập đầu cảm tạ cậu chủ họ nói chỉ có cách đó mới thể hiện được lòng biết ơn của chúng tôi ngô bình đáp dập đầu gì đó thì thôi bỏ qua đi sau đó anh hỏi tân nguyệt em trai cô vẫn ổn chứ tân nguyệt gật đầu nó vẫn ổn vốn nó muốn tới đây cảm ơn cậu chủ ngô nhưng tôi sợ sẽ làm phiền đến cậu chủ nên bảo nó đừng tới ngô bình nói người không sao là tốt rồi phùng trương lúc này cũng vội vã chạy tới nói cậu chủ chị tuyết ngày mai sẽ được nghỉ lễ chị ấy nói muốn sang đây đón năm mới em có thể sang cùng được không ngô bình đáp đương nhiên là được rồi có điều cậu không ở nhà cùng bố mẹ sao phùng trương cười đáp bọn họ đi du lịch rồi nói năm nay tết sẽ đi du lịch nhưng em không muốn đi cùng họ ngô bình vậy thì được trời vừa tối lý vân đầu gọi điện tới mong Ngô Bình và Ngô Mi có thể tới Vân Đông đón Tết cùng mình. Ngô Bình nghĩ lại trong nhà còn ông bà ngoại nên chỉ đồng ý mùng một sẽ tới thăm. Nói đến việc đi Vân Đông, thực ra vẫn còn một mục đích khác, chính là chữa bệnh cho chú trẻ Lý Đông Hưng. Lúc trước, tu vi của Ngô Bình còn có hạn, không thể nào chữa được bệnh cho chú. Nhưng hiện giờ anh đã là nhân tiên, đã có thể giúp chú trị bệnh. Tối hôm đó, Ngô Bình quyết định dùng những đan dược mình có trong tay để luyện đan lúc này trong tay anh có nhiều nhất là nhân sâm và linh chi, hai loại dược liệu này phối hợp với một số loại dược liệu phổ thông khác là có thể luyện thành nguyên khí đan. Nếu như cho thêm một ít rượu thuốc do dược phương ngâm thì có thể tăng cường công hiệu luyện hình của đan dược. Mà loại đan dược này thì gọi là tam nguyên đại bổ đan. Tam nguyên đại bổ đan thực ra không có một phương pháp hay công thức cố định để luyện. Hiệu quả như thế nào hoàn toàn dựa vào thầy luyện đan. Đương nhiên loại đan dược này do ngô bình luyện thì đúng là cực phẩm bởi vì bên trong có nhân sâm và linh chi nghìn năm tuổi, lại còn có rượu thuốc quý. Viên đan này có thể khiến cho người sắp chết hồi sinh, lấy lại sức sống. chương 622, Hoàn hồn đan. Luyện hai lần tam nguyên đại bổ đan xong, thành phẩm được 10 viên đan. Tất cả đều là đan nhất phẩm. Một lúc sau, ngô bình bắt đầu luyện tiếp tinh vân đan thành phần chủ yếu của loại đan dược này là cỏ vân, dược liệu phụ trợ là linh chi 3.000 năm tuổi. Tinh vân đan là báu vật luyện hình, kể cả đối với địa tiên cũng vô cùng có ích. Quá trình luyện tinh vân đan khá phức tạp, phải một tiếng mới luyện xong một lần. Do độ khó khá cao nên cuối cùng chỉ luyện ra được 5 viên đan nhị phẩm. Luyện mấy mẻ đan xong, Ngô Bình đã rất mệt nên về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, anh nghe An Ogura và Yozakura Tama đang luyện đoàn thể thuật trong sân nên đi ra hướng dẫn. Đến hơn 9 giờ có một chiếc xe đỗ ở cổng nhà anh. Từ trên xe, một cô gái xinh đẹp bước xuống. Cô ấy mặc sườn xám màu đỏ, khí chất ngút trời. Đó chính là đường băng vân. Sau đó, một con vẹt và một chú chó cũng xuống xe. Đó chính là ông Hoa và Đông Hoàng. Đông Hoàng vừa xuống xe là lao lên trên nhà. Ngô Bình xoa đầu nó, hỏi, Đông Hoàng, mày về đây kiểu gì vậy sau đó anh liền nghe thấy giọng đường băng vân thế nào không chào đón bọn em sao ngô bình mừng rỡ gọi băng vân sau đó anh vội lao xuống nhà anh thấy đường băng vân đang đứng trong sân vui vẻ nhìn anh cười trương lệ và ngô my nghe động cũng chạy ra xem thấy đường băng vân tới ai cũng vui họ vội vã mời cô vào trong nhà nói chuyện với người nhà vài câu xong ngô bình kéo đường băng vân lên phòng đọc sách trên tầng Đường Băng Vân đỏ mặt, anh làm gì đấy, cô vẫn tưởng Ngô Bình đang có ý đồ xấu xa gì. Ngô Bình cẩn trọng lấy ra một viên tinh vân đan, nói: "Băng Vân, em uống nó đi." Đường Băng Vân cười hỏi: "Cái gì đây?" Là tinh vân đan, còn cao cấp hơn Long Hổ luyện hình đan hai bậc liền. Uống nó vào, giai đoạn luyện hình của em sẽ tiến triển nhanh hơn. Tiếp đó sẽ nhanh chóng đột phá được cảnh giới đan thành. Tiên Thiên có năm cảnh giới là Bão đan, luyện hình, sinh niệm, đan thành và linh cảm. Hiện tại có rất ít người tu luyện được tới cảnh giới sinh nghiệp, đến đan thành thì lại càng ít hơn nữa. Đường băng vân rất vui, nói, chồng à, uống loại đan dược này xong có phải em sẽ nhanh chóng trở thành biệt tiên không? Ngô Bình cười đáp, không đơn giản như vậy đâu, những chặng đường tiếp theo sẽ không dễ dàng. Ví dụ như cảnh giới linh cảm cuối cùng của tiên thiên phải có cơ duyên thì mới đột phá được. Đường băng vân đáp, người đến được cảnh giới linh cảm quá ít, em cũng không quá cưỡng cầu. Ngô Bình lại lấy ra một cái bình, nói, trong này có 10 viên đại luyện hình đan, anh bán rẻ cho đường môn. Đường băng vân cười đáp, vậy thì tốt quá rồi, bọn em đang thiếu loại đan dược này. Anh định bán giá bao nhiêu? Ngô Bình, giá gốc là mấy tỷ, nhưng cứ đưa anh 100 đồng tiền bùa là được rồi. Đường băng vân gật đầu, không hề cảm thấy đắt. Cô nói, 100 đồng thì ít quá, em sẽ báo giá 150 đồng với ông nội cô cháu gái này của đường thiên tuyệt giờ đã hoàn toàn cùng phe với Ngô Bình rồi. Ngô Bình cười đáp, được, vậy giá cả do em quyết định. Sau đó anh lấy ra một khối tinh thạch linh hồn rất to, dùng kiếm hắc long cắt ra một khối nhỏ cỡ ngón tay cái từ đó. Bàn tay anh nhanh thoăn thoát đẽo gọt, bụi tinh thạch rơi xuống rồi chẳng mấy chốc đã làm xong một mặt dây chuyền nhỏ hình chiếc lá. Tiếp đó, anh lấy trong một chiếc hộp châu báu ra một sợi dây chuyền, xỏ chiếc mặt dây chuyền kia vào rồi đích thân đeo lên cổ băng vân. Chiếc mặt dây chuyển tiếp xúc với da, hồn lực đi vào cơ thể khiến đường băng vân cảm thấy rất thoải mái. Đường băng vân tròn mắt, nói, trông à, khối tinh thạch này lớn quá. Ngô Bình kể lại với câu chuyện mình đi tới đầm quỷ khiếu rồi nói, vận may của anh không tệ nên đã tìm thấy khối tinh thạch lớn này. Hai người đang nói chuyện trong phòng thì ông Hoa bất thình lình lao vào, đậu trên vai Ngô Bình. Nhóc con, cậu luyện hoàn hồn đan cho tôi chưa đấy ngô bình cười đáp lúc nào tôi luyện chẳng được ông hoa mừng rỡ vậy thì quá tốt rồi sau khi xong việc tôi sẽ thưởng lớn ngô bình có điều muốn luyện hoàn hồn đan thì phải có cỏ hoàn hồn ông hoa tôi sớm đã chuẩn bị rồi nói rồi ông hoa bay ra ngoài khi quay lại trong miệng ngậm một ít cỏ có màu xanh xám bên trên có những đốm nhỏ ngô bình kinh ngạc ông hoa ông lấy đâu ra cỏ hoàn hồn vậy đông hoàng lúc này cũng ung dung đi vào nhìn thấy nó ngô bình liền hiểu ra vấn đề ngay cỏ hoàn hồn này là đông hoàng cho ông ấy anh gật đầu nói được rồi ông đợi đó tôi lập tức đi luyện hoàn hồn đan hoàn hồn đan này luyện cũng không quá khó khó nhất là tìm được cỏ hoàn hồn giờ đã có cỏ rồi thì ngô bình có thể luyện ngay bên ngoài phòng luyện đan ông hoa lo lắng bay qua bay lại đường băng vân nói ông hoa thuật luyện đan của ngô bình rất lợi hại không cần lo lắng quá đâu Ông Hoa thở dài đáp, có thành công hay không là phụ thuộc vào thời khắc này. Khoảng 45 phút sau, Ngô Bình đẩy cửa bước ra, trong tay cầm hai viên đan. Đó chính là hoàn hồn đan. Ông Hoa bay vút lên, cười khanh khách quá tuyệt. Ngô Bình, ông Hoa, số may đấy, đan nhất phẩm nhé. Lúc này một ông cụ trông khá mập mạp đột nhiên xuất hiện. Ông ấy cúi người chào ông Hoa, lão ra. Ông Hoa, ông Kim, lấy đan dược đi, chúng ta về địa tiên giới ông cụ kia cẩn thận thu lấy đan dược, ông hoa bay tới đậu trên vai Ngô Bình, nói, nhóc con, cảm ơn nhé. Ngô Bình, ông hoa không cần khách sáo, chúc ông vạn sự thuận lợi. Ông Hoa, đợi khi tôi lấy lại được cơ thể sẽ quay về tìm cậu. Cáo từ. Ông Hoa bay vút lên, thoáng chốc đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Đường băng vân khẽ thở dài, tu vi của ông ấy ít nhất phải là địa tiên cấp 2. Ngô Bình hỏi, băng vân, mai là giao thừa rồi, em ở lại đón tết cùng bọn anh nhé đường băng vân cũng đang muốn như vậy nên cười đáp được đón tết ở đường môn chán lắm sau này em sẽ đón tết ở nhà anh ngô bình cười đáp được buổi chiều ngô bình và đường băng vân đi dạo ở ven đông hồ mỗi khi tết đến ở trên hồ sẽ có thuyền hát kịch năm nay cũng không ngoại lệ thuyền hát kịch là do đoàn kịch bố trí sân khấu trên một chiếc thuyền lớn cố định trong lòng hồ sân khấu sẽ quay về phía bờ hồ bà con xung quanh sẽ cầm ghế ra bờ hồ ngồi xem kịch. Thường thì đoàn kịch này sẽ do chính quyền địa phương mời tới. Lúc này, một chiếc thuyền lớn đã đỗ khá sát bờ hồ, diễn viên cũng đang chuẩn bị lên sân khấu. Giữa chiếc thuyền và bờ hồ được nối với nhau bằng một tấm gỗ lớn, giúp mọi người đi lại được giữa thuyền và bờ. Lúc này có không ít trẻ con chơi xung quanh đó, có mấy đứa nghịch ngợm còn chạy hẳn lên thuyền chơi nhưng bị nhân viên trên thuyền đuổi xuống. Ngô Bình cười nói, băng vân, tối chúng ta đi xem kịch nhé. Đường băng vân không thích xem kịch, nhưng Ngô Bình đã muốn đi thì đương nhiên cô sẽ đi cùng. Đúng lúc đó, cách đó vài chục mét có tiếng kêu thảm thiết. Một người mẹ trẻ như thể phát điên, muốn nhảy xuống hồ nhưng bị những người khác cản lại. Có người hét lớn, có người ngã xuống hồ rồi, cứu với. Ngô Bình không nói hai lời, lập tức chạy về phía đó. Anh vừa chạy vừa cởi áo khoác ngoài, đường băng vân thì chạy theo sau nhặt đồ giúp anh khi Ngô Bình chạy tới chỗ người bị nạn thì trên người chỉ còn độc một chiếc quần cộc. Anh không suy nghĩ nhiều, nhảy ngay xuống dòng nước lạnh ngắt. Hôm nay trời khá rét, chỉ có 2-3 độ, lúc này có một cậu bé chừng 4-5 tuổi đang vùng vẫy, đã uống không ít nước và sắp chìm xuống đến nơi. Ngô Bình chân đạp nước, hai tay nâng cậu bé khỏi mặt nước mấy mét. Đường băng vân lúc này cũng chạy tới nơi, vội vã đón lấy cậu bé. chương 623, cá chép đỏ và viên linh châu những người qua đường đều vỗ tay hoan hô sự dũng cảm và sức mạnh của Ngô Bình. Cậu bé kia không sao, có điều vẫn còn rất sợ hãi. Mẹ cậu bé vội vã cởi áo khoác khoác cho cậu rồi ôm lấy cậu bé thật chặt. Ngô Bình đang định lên bờ thì đột nhiên nhìn thấy ở phía không xa có một con cá chép đỏ dài khoảng hơn 2 mét đang nhìn về phía anh. Thấy Ngô Bình đã phát hiện ra mình, con cá này lập tức lặn sâu xuống lòng hồ. Ngô Bình vô cùng kinh ngạc ở đông hồ này lại có con cá lớn như vậy sao? Ngô Bình ra hiệu với đường băng vân, sau đó lại lặn sâu xuống lòng hồ. Đường băng vân cũng đã nhìn thấy con cá chép đỏ, cô biết Ngô Bình có hứng thú tìm hiểu con cá này nên vội vã nói anh cẩn thận đấy. Khi anh lặn xuống nước, con cá chép đã bơi xa khoảng mười mấy mét. Ngô Bình rẽ nước đuổi theo. Chỗ sâu nhất dưới lòng hồ là 30 mét, con cá chép đỏ cứ lặn mãi xuống dưới, Ngô Bình vẫn đuổi theo sau đã sắp xuống tới đáy hồ, con cá kia đột nhiên dừng lại. Nó quay lại nhìn Ngô Bình. Ngô Bình cũng dừng lại cách con cá vài mét. Anh quan sát kỹ con cá trước mặt, nó dài khoảng 2 mét rưỡi, phải to như cái bát, dâu thì cũng phải to bằng đầu ngón tay. Đột nhiên, con cá quấy mạnh đuôi tạo ra một làn sóng ập về phía Ngô Bình. Ngô Bình nhất thời không trụ vững, dập dềnh tại chỗ. Ngô Bình nổi giận, đánh một trường về phía con cá. Trường của anh truyền đi được trong nước chỉ nghe một tiếng đùng truyền đi trong nước con cá chép đỏ bị chóc mấy cái vảy lộ cả phần thịt bên trong con cá bị đau nên quấy một cái rồi lại lặn tiếp xuống sâu hơn nữa ngô bình bơi lại túm lấy mang nó rồi đấm vài cái bị đấm vài cái con cá chảy vi chóc vảy máu me be bét con cá bị đánh cho sợ nên quấy đuôi lao về phía trước ngô bình cho rằng nó định chạy nên lập tức rượt theo có điều con cá chép đỏ bơi tiếp vài chục mét nữa thì dừng lại nó dùng đuôi quẫy mấy cái khiến không ít cát đá dưới đáy sông bụi mù lên, để lộ ra một thứ rất lớn, thoáng nhìn trông giống cái quạt khổng lồ. Ngô Bình nhìn kỹ lại thì vô cùng kinh ngạc, hóa ra, dưới đáy hồ có một con trai khổng lồ. Con trai này đường kính ít nhất cũng phải 2 mét, vỏ bên ngoài vô cùng nhẵn và như thể đang phát sáng. Ngô Bình kinh ngạc, anh chưa bao giờ thấy con trai nào lớn như thế này. Con cá chép gión rén nhìn Ngô Bình, lượn lờ cách đó không xa, thì thoảng nó lại liếc nhìn con trai siêu to khổng lồ kia. Ngô Bình nghĩ bụng, lẽ nào con cá chép kia sợ anh nên mới đưa anh đến gặp con trai khổng lồ này. Nghĩ vậy, anh rút ra thanh kiếm hắc long, chọc một cái vào con trai kia. Bị tấn công, con trai đột nhiên mở miệng ra, từ trong miệng nó phát ra ánh sáng ngũ sắc. Đó là một viên ngọc trai ngũ sắc. Ngô Bình trợn tròn mắt, dùng niệm lực khiến viên ngọc trai to cỡ nắm đấm kia bay vào tay anh. Sau khi anh lấy ngọc, con trai kia lại ngậm miệng lại Ngô Bình quan sát thật kỹ, thấy vỏ ngoài viên ngọc nhẵn bóng, anh giật mình, đây lẽ nào là linh châu ngũ hành? Trong biển tích có ghi, có những con trai sống tới nghìn năm, vô tình nuốt được linh vật ngũ hành, sau đó sẽ hình thành nên một loại ngọc thần kỳ gọi là linh châu ngũ hành. Linh châu ngũ hành này phải khó khăn lắm mới hình thành được, cả thời tiên quốc chỉ phát hiện ra có hai viên, viên thứ nhất bị tiên quốc đại đế cất làm của riêng viên thứ hai thì được thầy luyện đan giỏi nhất thời đó luyện thành đan dược. Ngô Bình mừng rỡ, vẫy tay cảm ơn cá chép đỏ, sau đó bơi lên mặt nước. Khi anh lên tới mặt hồ, bên bờ hồ vẫn có rất đông người đang đứng. Đám đông thấy Ngô Bình đi lên thì đều thở phào nhẹ nhõm. Cậu thanh niên, nước lạnh lắm, mau lên bờ đi, một bác gái lớn tuổi lớn tiếng gọi. Ngô Bình bám lấy tảng đá ven hồ leo lên, đường băng vân đã chuẩn bị sẵn khăn để giúp anh lau tóc, sau đó đưa quần áo cho anh mặc lại người mẹ ban nãy cũng vội chạy tới cảm ơn anh ngô bình xua tay nói không có gì rồi kéo đường băng vân đi khỏi đó đi được một đoạn anh mang viên linh châu ngũ hành ra đưa cho cô rồi hỏi em có nhận ra nó không đường băng vân mân mê viên ngọc đây là cái gì vậy ngô bình là linh châu ngũ hành là bảo vật trong số các bảo vật đường băng vân thứ này dùng để làm gì có ăn được không Ngô Bình cười đáp, thứ này không phải dùng để ăn đâu. Ngâm thứ này vào nước, nước sẽ trở thành nước ngũ hành. Còn hiệu quả của nó thế nào thì anh cũng chưa hiểu hết được. Đường băng vân mắt sáng như sao đáp, vậy sao? Vậy chúng ta về thử nghiệm đi. Hai người họ đang định đi về nhà thì có một đạo sĩ đi về phía họ. Người này chừng hơn 40 tuổi, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, mặc áo bảo đạo sĩ màu xám đen. Ông ta chắp tay, nói, hai vị thí chủ, xin dừng bước. Ngô Bình đứng lại, quan sát đối phương rồi cười đáp, xin hỏi đạo sĩ có gì chỉ giáo. Vị đạo sĩ kia khẽ mỉm cười đáp, ban nãy thí chủ nhảy xuống hồ cứu người. Khi thí chủ lên bờ, tôi thấy thí chủ có cầm thứ gì đó phát ra ánh sáng ngũ sắc. Có thể cho tôi mượn xem một chút không? Ngô Bình mỉm cười đáp, đạo trưởng, có lẽ ông hoa mắt rồi. Làm gì có ánh sáng ngũ sắc gì chứ? Đạo sĩ kia nói, thí chú, giúp người cũng là giúp mình. Ngô Bình nheo mắt lại, lạnh lùng đáp ông già kia đừng có cản đường tôi thấy ngô bình lật mặt đạo sĩ này cười hi hi đáp thí chủ rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt vậy thì đừng trách bần đạo dùng thủ đoạn tay phải ông ta tạo thành ấn miệng đọc chú thế nhưng ông ta mới đọc được một nửa thì đã bị ngô bình tát đánh bốp một cái bốp đạo sĩ này đang ở cảnh giới luyện khí thành sức mạnh nhưng một bà tai của ngô bình là đủ để ông ta suýt trầu ông vải ông ta ngã lộn nhào mấy vòng liền. Cậu là nhân tiên, ông ta kinh ngạc kêu lên, sợ đến nỗi mặt biến sắc. Đừng thấy Ngô Bình thường xuyên gặp gỡ nhân tiên và địa tiên mà coi thường, đó hoàn toàn là do vòng tròn quan hệ của anh. Chứ ở một huyện nhỏ xíu như này mà gặp được những cao thủ như vậy thì đúng là chuyện khó tin. Ngô Bình cười lạnh, đạo sĩ dởm, tôi thấy tu vi ông không thấp. Ông là đệ tử của môn phái nào? Đạo sĩ kia ôm mặt đáp, bần đạo là đệ tử của phái Linh Tiêu, ngô bình ông tới huyện minh dương làm gì hả đạo sĩ kia mắt láo liên đáp bần đạo ngao du tứ phương tình cờ dừng chân ở chốn này nói láo ngô bình đá ông ta một cái lạnh lùng nói nếu ông không nói thật thì tôi phế chân ông đạo sĩ sợ quá vội vã đáp xin tha mạng cho tôi tôi sẽ nói tôi nghe lệnh cấp trên tới đây điều tra ngô bình đáp điều tra cái gì một con cá chép thành tinh đạo sĩ đáp ngô bình giật mình xem ra chính là con cá chép đỏ anh gặp ban nãy. Anh hỏi tiếp, con cá đó đã thành tinh rồi. Đạo sĩ, con cá chép tinh này trốn từ sông vào đây. Vốn nó sống ở sông. Hơn 100 năm trước, sư tổ của nhà tôi đã biết con cá này rất đặc biệt nên cứ 10 năm lại phái người tới xem xét nó. Nhưng không ngờ năm nay nó lại trốn tới đông hồ. chương 624, Phương pháp hít thở ngư long. Ngô Bình cao mày, tôi cũng nhìn thấy con cá lân ấy sư tổ của ông nhắm vào nó làm gì đạo sĩ đáp sư tổ nói con cá chép lớn ấy sắp kết đan lấy được yêu đan của nó là ngang ngửa với trăm năm tu hành đấy ngô bình cười khẩy quay về nói với sư tổ của ông rằng con cá này đang ở huyện minh dương muốn động đến nó thì phải hỏi ý tôi trước đạo sĩ vừa nhìn ngô bình vừa hỏi xin hỏi anh là ngô bình trả lời tôi là ngô bình đang sống ở huyện minh dương đạo sĩ thở dài ban nãy tôi đã thất lễ với anh tôi sẽ chuyển lời cho sư tổ của tôi ngô bình hờ hững nói xong rồi thì cút đi đạo sĩ nhảy lên một cái đã đi mất nhanh chóng rời khỏi huyện minh dương thấy người kia đi rồi đường băng vân bèn nói em cũng nhìn thấy con cá ấy có thể to như thế đúng là không dễ dàng gì ngô bình tiếp lời đúng vậy hơn nữa là nó đã kết đan chẳng qua chưa viên mãn thôi Đường Băng Vân kinh ngạc, kết đan rồi ư? Ngô Bình gật đầu, tối nay anh sẽ đến đó thêm một chuyến để chỉ điểm cho con cá ngốc ấy. Đường Băng Vân cảm thán, sau khi kết đan, nó sẽ thành ngư yêu, anh phải cẩn thận nhé. Ngô Bình nói, có ra sao thì vẫn chỉ là một con cá thôi. Nếu nó dám nảy sinh ý đồ xấu, anh sẽ biến nó thành cá khô ngay. Về đến nhà, Ngô Bình tiếp tục chỉ điểm cho Đường Băng Vân tu luyện. Nhờ sự giúp đỡ của Ngô Bình, đến 7 giờ tối cuối cùng đường băng vân cũng tiến vào cảnh giới đan thành đường băng vân tiếp tục tu hành ổn định ngô bình một mình đến bên bờ đông hồ trên thuyền vẫn đang diễn ca kịch có khá nhiều người đang xem phần lớn là người trung niên và cao tuổi không có nhiều người trẻ tuổi anh đi đến một nơi không có ai lặng lẽ lặn xuống nước giữa lòng đông hồ có một hòn đảo nhỏ diện tích không lớn chỉ chừng vài chục mét vuông treo lên đảo anh vỗ nhẹ vào mặt nước vài cái phát ra tần số rất đặc biệt không lâu sau một con cá chép đỏ lớn ló nửa đầu ra khỏi mặt nước cảnh giác nhìn ngô bình ngô bình vừa nhìn nó vừa hỏi có hiểu ta nói gì không hiểu thì gật đầu không ngờ cá chép đỏ thật sự gật đầu nó sống biết bao năm nay từng gặp rất nhiều người đã hiểu ngôn ngữ loài người từ lâu thậm chí còn hiểu tiếng địa phương các nơi ven dòng sông lớn ngô bình bảo hiểu thì tốt ban ngày ta có gặp một đạo sĩ bảo là thuộc phái linh tiêu Đạo sĩ này có ý muốn cướp yêu đan của ngươi đấy. Cá chép đỏ quẫy đuôi mấy cái, không biết đang muốn nói gì. Ngô Bình nói tiếp, khó khăn lắm ngươi mới có được tu vi như bây giờ. Ta quyết định truyền cho ngươi một bộ phương pháp hít thở cho động vật dưới nước. Có muốn học không? Ban nãy cá chép đỏ nghe nói có kẻ muốn đoạt yêu đan mà vẫn rất điềm tĩnh. Xong vừa nghe Ngô Bình bảo rằng sẽ truyền dạy phương pháp hít thở cho nó, cả cơ thể nó bèn chấn động, gật đầu liên lỉ ngô bình nói ta không dạy không công đâu sau khi yêu đan viên mãn ngươi phải làm việc cho ta xem ta là chủ nhân đồng ý chứ cá chép đỏ tiếp tục gật đầu ánh mắt vô cùng háo hức ngô bình đáp tốt vậy nghe kỹ đây thế là anh truyền dạy phương pháp hít thở của động vật dưới nước cho cá chép đỏ phương pháp hít thở của loài người cực kỳ hiếm có và chỉ lưu truyền ở số ít thế lực lớn mạnh phương pháp hít thở của động vật dưới nước lại càng khan hiếm khó trách cá chép đỏ lại hào hứng đến vậy. Cá chép đỏ học rất nhanh, chỉ sau hơn một giờ, nó đã học được phương pháp hít thở. Nó nổi trên mặt nước, ngước nhìn ánh trăng mà hít vào thở ra. Sau khi có được phương pháp hít thở, cá chép đỏ há to miệng, nhả một hạt trâu nửa trong suốt màu đỏ sậm ra. Hạt trâu lơ lửng giữa không trung, hấp thụ ánh trăng. Vật này chính là yêu đan của nó. Ngô Bình ngồi gần đó để hộ pháp cho nó. Mười mấy phút sau, Cá chép đỏ thu được yêu đan, bèn liên tục gật đầu với Ngô Bình như đang cảm ơn anh. Ngẫm nghĩ một lúc, Ngô Bình lấy viên ngọc rồng trong nhẫn ra. Anh ném viên ngọc rồng vào miệng cá chép đỏ, bảo rằng đây là ngọc rồng, ít nhiều gì cũng có khí tức của rồng. Ta cho mượn một lúc đấy, hy vọng người có thể làm cá chép vượt long môn, sớm ngày hóa rồng thăng thiên. Toàn thân cá chép đỏ đông cứng lại, trong đầu Ngô Bình bỗng vang lên một giọng nói rất kỳ quái cảm ơn chư nhân. Ngô Bình giận dữ, là chủ nhân, không phải chư nhân. Vâng, chư nhân. Ngô Bình trợn mắt, đừng nói nhảm nữa, mau tu luyện đi. Cá chép đỏ không dám chậm trễ, tiếp tục tu luyện phương pháp hít thở. Bộ phương pháp hít thở này của nó có tên là phương pháp hít thở ngư long, cực kỳ phù hợp với nó. Khi nó hít thở, khí tức rồng của viên ngọc rồng sẽ ngấm vào cơ thể nó, mang lại lợi ích lớn vô cùng. Ngô Bình cũng không nhàn rỗi, ngồi tu luyện trên đảo 5 giờ sáng, anh lên tiếng, được rồi đây, trả ngọc rồng cho ta. Cá chép đỏ ngoan ngoãn nhả viên ngọc rồng ra, cơ thể bỗng dưng nằm trên mặt nước, bơi vài vòng về phía Ngô Bình. Ngô Bình cười hỏi, muốn đưa ta sang bờ bên kia à? Cá chép đỏ gật đầu, Ngô Bình cũng không khách sáo nữa, đạp lên cá chép để nó lướt trên mặt nước, chẳng mấy chốc đã đến bờ bên kia. Anh nhẹ nhàng tung người, nhảy lên bờ. Về đi, anh nói xong thì quay người về nhà hôm nay là ngày tống cựu nghinh tân, ngô bình ngủ một lát rồi thức dậy, chuẩn bị đón năm mới cùng gia đình. Chu nhược tuyết đến vào lúc trưa, vốn dĩ cô ấy phải về từ hôm qua rồi, nhưng do công việc bận bịu nên hôm nay mới nghỉ. Buổi tối, mọi người cùng ăn cơm tất nhiên, chờ đến giờ, ngô bình bèn đốt pháo, bắn pháo hoa, chào mừng năm mới. Qua nửa đêm, anh đưa ngô mi đi chúc tết ông bà ngoại, sau đó chúc tết mẹ. Ông ngoại cho anh một bao lì xì lớn như thường lệ, Ngô Bình vẫn không thỏa mãn, lại vòi thêm một bao của bà ngoại. Sau đó đường băng vân, Chu Nhược Tuyết, An Ogura, Yosakura Tama lần lượt chúc Tết ông bà ngoại và mẹ anh. Ai cũng nhận được lì xì, si. đặc biệt là Trương Lệ vô cùng hào phóng, ai cũng được bà lì xì si 2.000 tệ. Đến khi trời sáng còn náo nhiệt hơn, có rất nhiều người trong thôn chạy đến chúc Tết ông bà ngoại. Ngô Bình cũng đi chúc Tết trưởng bối trong nhà, nói vài câu may mắn. Một ngày cứ thế trôi qua, Nửa đêm, anh lại đến đông hồ, ném viên ngọc rồng cho cá chép đỏ và bảo nó tiếp tục tu luyện. Sau buổi tối tu luyện trước đó, yêu đan của cá chép đỏ đã trong suốt hơn, năng lượng bên trong cũng kỳ diệu hơn. Hơn 3 giờ sáng, anh cất tiếng, "Để ta đặt tên cho ngươi." Cá chép đỏ ngây ra, trả lời trong tâm trí Ngô Bình, "Mời chủ nhân ban tên." Ngô Bình nói, "Sau này ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Hồng." Cá chép đỏ im bặt. Ngô Bình thấy nó ngẩn ra, Bèn hỏi, sao, không thích à? Cá chép đỏ không dám nói không thích, nhưng ánh mắt ngập tràn oán giận. Ngô Bình gãi đầu, hay sau này ta gọi ngươi là Lý Dư nhé. Lần này cá chép đỏ gật đầu rối rít, chỉ sợ Ngô Bình lại chọn cái tên tiểu hồng kia. Ngô Bình nói, được, vậy sau này tên ngươi là Lý Dư. Đến 5 giờ sáng, anh lại quay về nhà. Mồng 2 Tết, Chu Nhược Tuyết về tỉnh lỵ làm việc. Trước khi đi, Trương Lệ gói ghém cho Chu Nhược Tuyết rất nhiều đồ ăn, nhét đầy cốp xe cô ấy. Đường Băng Vân cũng phải về đường môn rồi, đường môn có nhiều việc cần cô ấy xử lý, cô ấy không thể nán lại đây quá lâu. "Băng Vân, em về trước đi, anh sẽ tìm em sau." Ngô Bình nói. Đường Băng Vân và anh Quyến Luyến tạm biệt nhau, Ngô Bình lái xe đưa cô ấy lên máy bay. Chương 625: Đến Vân Đông. Tiến đường Băng Vân xong, Ngô Bình cùng Ngô Bình ngồi máy bay. Họ phải đến Vân Đông chúc Tết Lý Vân Đầu. Chuyến đi này, anh mang theo rất nhiều đồ, như rượu ngâm rắn vua, bánh trà, rượu cổ, vân vân. Máy bay cất cánh lúc 9 giờ và hạ cánh xuống 11 giờ. Lý Vân Đầu đã chuẩn bị từ sớm, cả hai vừa xuống máy bay là được một chiếc MPV đến đón ngay. Khoảng 1 giờ sau, chiếc xe chạy vào một trang viên rộng lớn. Đây là nơi được Lý Vân Đầu sắp xếp để tiếp đãi Ngô Bình và Ngô Nghi. Ngoại trừ Lý Vân Đầu, không có ai khác lui tới nơi này cả lý vân đầu cười ha ha đứng chờ ở cửa rõ là ông đã đứng đây rất lâu rồi Nhắc thấy ngô bình và ngô mi ông cười nói bình mi ông nội chờ hai cháu mấy hôm rồi đấy ngô mi tiến đến ôm chầm ông cười đáp ông nội từ hôm qua cháu đã muốn bay đến đây rồi ạ à. lý vân đầu cười ha hả mi nhà ông ngoan nhất ngô bình nhìn quanh quất hỏi ông ở đây chỉ có ông thôi ạ à. Lý Vân đầu đáp, ông vẫn chưa muốn họ biết thân phận của hai đứa, nên mua nơi này để hai đứa ở. Ngô Bình cảm thán, nơi này rộng thật. Từ lúc mới vào trang viên đến khi nhìn thấy Lý Vân đầu, xe phải chạy mất 15 phút. Phạm vi của trang viên bao gồm cả một quả núi, diện tích ít nhất cũng phải 7, 8 nghìn mẫu. Lý Vân đầu cười nói, phong cảnh nơi này khá đẹp, ông thích lắm. Sau này hai đứa đến chơi thường xuyên nhé. Tất nhiên rồi ạ, à, Ngô Bình nói, ông nội, cháu có mang quà cho ông ạ? À? Lý Vân đầu cười bảo, ừ, để ông xem cháu ông tặng gì nào. Tài xế mở thùng xe, Ngô Bình lấy hộp bánh trà ra trước. Lý Vân đầu sở hữu tài sản mấy trăm tỷ, trà ngon nào mà chưa từng thấy? Nhìn thấy bánh trà, ông cũng hơi xúc động. Bình, hộp trà này không rẻ đâu nhỉ? Ông cũng là người siêu tầm bánh trà, nhưng chúng làm sao sánh bằng bánh trà Ngô Bình tặng? Ngô Bình cười đáp, cháu mua ở đường lâu, tặng cho ông siêu tầm ạ. À. Rồi anh lấy năm vò rượu dưới xe ra, trông mấy vò rượu rất cố kỳ. Ngô Bình mở một vò ra, nói rằng: Ông nội, đây là rượu mà vua gia tĩnh uống đấy ạ. À? Lát nữa chúng ta uống thử nhé ông. Lý Vân đầu cười không khép miệng. Được đấy. Loại rượu này mà đem đi đấu giá, mỗi vò chỉ ít cũng phải vài chục triệu. Ngô Bình lấy một vò rượu khác lên, đây là rượu mà cháu ngâm. Mỗi ngày ông uống hai lạng rượu sẽ rất tốt cho sức khỏe. Lý Vân Đầu sai người chuyển đồ vào trong, rồi gọi Ngô Bình và Ngô Mi vào nhà. Trong nhà, có một người phụ nữ có khí chất rất ưu tú, khoảng 24, 25 tuổi, ra đón tiếp họ. Đối phương cúi chào Ngô Bình và Ngô Mi, "Chào cậu, chào cô." Lý Vân Đầu lên tiếng, "Để ông giới thiệu, đây là Lý Mật quản gia của Trang Viên." Lý Mật gật đầu lần nữa, "Sau này cậu và cô cần gì đều có thể căn dặn tôi." Ngô Bình đáp, "Được." Sau khi ngồi xuống, Ngô Bình thấy xung quanh không còn người ngoài mới lấy một viên Địa Nguyên Đan ra, đưa cho Lý Vân Đầu. Lý Vân Đầu ngây ngẩn nhìn viên đan, hỏi anh: "Bình, đây là đan dược trong truyền thuyết đấy ư?" Ngô Bình gật đầu, "Đây là Địa Nguyên Đan, có thể kéo dài tuổi thọ đấy ông nội. Uống nó vào có thể trẻ lại ít nhất 10 tuổi." Kỳ diệu đến thế ư? Lý Vân Đầu động lòng, bèn uống viên đan vào ngay. Vài phút sau, Lý Vân Đầu đã nghe bụng mình kêu lên. Ông vội vã vào nhà vệ sinh. Mười mấy phút sau đó, Lý Vân Đầu đã trở ra, tinh thần vô cùng phấn chấn. Ông cười nói, "Bình, thuốc của cháu thật công hiệu. Bây giờ ông có cảm giác mình quay về năm 40 tuổi vậy, tràn đầy năng lượng." Ngô Bình đáp, "Hiệu quả của đan dược sẽ dần hiện rõ trong một tuần sắp tới, nếu ông có thay đổi gì cũng đừng kinh ngạc ạ." À. Lý Vân Đầu cười bảo, "Có một đứa cháu như vậy đúng là phúc của nhà họ Lý." Ngô Bình hỏi, "Ông nội Lý triển đồ có làm chuyện gì quá đáng không ạ? Lý Vân Đầu trả lời: Không, dạo này nó ngoan ngoãn lắm, có phần nằm ngoài dự đoán của ông. Ngô Bình quả quyết: Nếu ông ta dám gây bất lợi cho ông, cháu sẽ không tha đâu. Lý Vân Đầu cười nói: Ừ, ông có cháu trai là đại cao thủ mà, không sợ gì hết. Rồi ông nhìn đồng hồ: Tiểu Bình à, lát nữa sẽ có vài tâm phúc của ông đến đây gặp cháu. Sau này ông nghỉ hưu rồi, họ là những người mà cháu có thể tin cậy muốn quản lý gia tộc lớn như họ lý phải cần đến sự giúp đỡ của họ ngô bình gật đầu vâng ạ mọi người lần lượt đến nơi không lâu sau trong sảnh lại có thêm năm người lý vân đầu giới thiệu cho ngô bình về thân phận của họ anh lặng lẽ ghi nhớ giới thiệu xong lý vân đầu yêu cầu họ báo cáo ngắn gọn với ngô bình về việc làm ăn mà họ chịu trách nhiệm một người trong số họ đen và gầy phụ trách công việc làm ăn ở đông nam á tên hoàng tương Hoàng Tương nói, thưa cậu, tuy Đông Nam Á không còn là trọng tâm phát triển của chúng ta, nhưng ông chủ đã nỗ lực làm việc ở đó nhiều năm nay và gây dựng vô số gia nghiệp. Hiện tại, một nửa tài sản của nhà họ Lý nằm ở Đông Nam Á. Ngô Bình hỏi, sản nghiệp chính ở Đông Nam Á là gì? Hoàng Tương đáp, thưa cậu, ở Đông Nam Á, chúng ta có một tập đoàn thực phẩm, một công ty ô tô, 1,5 triệu mẫu đồn điền, một công ty tài chính, 37 nhà máy, 309 cửa hàng tiện lợi, 13 mỏ khoáng sản, 780 tàu đánh cá, cùng cửa hàng và bất động sản trải rộng khắp nơi. Ngoài ra, chúng ta còn đầu tư vào hơn 500 công ty, cổ tức hàng năm từ các công ty ấy khoảng hơn 10 tỷ đô. Nghe đến đây, Ngô Bình xứng sở hỏi, tổng tài sản ở Đông Nam Á là bao nhiêu? Hoàng Tương trả lời, tổng giá trị của tất cả sản nghiệp khoảng 85 tỷ đô. Ngô Bình nói, nhiều đến vậy, xem ra số liệu của bảng xếp hạng tỷ phú là giả hoàng tương giải thích bảng xếp hạng ấy chỉ ước tính bên ngoài tất nhiên không chuẩn xác ngô bình bật ngón cái với lý vân đầu cười nói ông nội cử quá lý vân đầu bảo đây là gia nghiệp mà ông nội đã vất vả gây dựng nửa đời người đến khi cháu tiếp quản phải vận hành cho tốt đấy ngô bình thắc mắc ông không để chú tiếp quản sao ạ à? lý vân đầu khẽ thở dài sức khỏe của chú cháu không tốt chỉ e ngô bình cười nói ông nội à lần này cháu đến đây cũng hy vọng có thể chữa khỏi bệnh giúp chú lý vân đầu mừng rỡ cháu có thể chữa trị cho đông hưng ư ngô bình gật đầu tất nhiên ạ à. lý vân đầu vui mừng lắm bèn bảo thế thì tốt quá ông sẽ gọi đông hưng đến đây nay ngô bình nói không vội mà ông nội ngày mai gặp chú cũng chưa muộn lý vân đầu gật gù cũng được lúc này hoàng tương bỗng lên tiếng thưa ông gần đây phía đông nam á xảy ra rất nhiều chuyện Tôi cảm thấy mình phải báo cáo với ông ạ." Lý Vân đầu trầm giọng, "Nói đi." Hoàng Tương tiếp lời, "Ở một vài quốc gia, người dân địa phương liên tục đến đồn điền chúng ta trộm đồ, cướp bóc. Sau khi chúng tôi báo cảnh sát, cảnh sát địa phương lại không làm tròn chức trách." Lý Vân đầu nhíu mày, "Hàng năm cảnh sát địa phương đều nhận được nhiều lợi ích từ chúng ta mà lại không làm việc ư?" Chương 626: Năm người quản lý. Hoàng Tương nói, "Thưa ông, tôi cảm thấy chuyện này hơi bất thường nên đã cho người âm thầm điều tra. Lý Vân Đầu hỏi, có phát hiện gì không? Hoàng Tương hơi chần chừ. Lý Vân Đầu nói ngay, cứ việc nói đi. Hoàng Tương bèn gật đầu, thưa ông, tôi đã tìm gặp người của quan chức địa phương, họ nói rằng có người bảo họ đừng can thiệp. Tuy chưa tìm ra kẻ chủ mưu là ai, nhưng tôi nghi ngờ người đó có lẽ là người bên cạnh ông, còn có quyền cao chức trọng. Lý Vân Đầu cao mày, người của chúng ta ư, Hoàng tương đáp vâng. Lý Vân Đẩu im lặng vài giây mới nói, tiếp tục điều tra, báo cáo tin tức cho tôi mọi lúc. Hoàng tương nói tiếp, còn một chuyện nữa, thưa ông. Một trưởng lão của Hắc Thiên Giáo tìm tôi, nói rằng Hắc Thiên Giáo muốn chia 10% lợi nhuận của chúng ta. Lý Vân Đẩu hờ hững bảo, Hắc Thiên Giáo được đằng chân lân đằng đầu, tôi sẽ sai người nói chuyện với họ sau. Hoàng tương tiếp tục, Minh Vương đã đột phá lên cảnh giới địa tiên, càng ngày càng hành sự ngang ngược. Người của Minh Vương liên tục gây sự với chúng ta. Thưa ông, chuyện này phải giải quyết càng nhanh càng tốt." Lý Vân Đầu nói, Minh Vương lại đột phá nữa sao? Nói vậy thì Đông Nam Á không còn ai áp chế được kẻ này rồi. Hoàng Tương bày tỏ, dù có cũng sẽ không lộ diện đâu ạ. À. Suy cho cùng, không ai muốn đối địch với một địa tiên cả." Ngô Bình tò mò hỏi, Minh Vương muốn làm gì? Hoàng Tương đáp, tất nhiên là muốn giành thêm lợi ích. Trước đó chúng ta phải chia 20% lợi nhuận cho Minh Vương. Hiện giờ Minh Vương muốn chúng ta đưa ra nhiều lợi nhuận hơn. Ngô Bình cao mày, chia 20% lợi nhuận ư. Chuyện này kéo dài được bao lâu rồi? Lý Vân đầu nói, Minh Vương là, trùm, ở địa phương. Chúng ta phải giao nộp một khoản tiền mới làm ăn yên ổn được. Ngô Bình cười khẩy, một Minh Vương còn con thôi mà kiêu ngạo thật đấy, dám đe dọa nhà chu một NGZ ta. Ông nội à, mấy hôm nữa cháu sẽ đích thân đến đông nam á để diệt trừ tên minh vương này lý vân đầu sững người dù bên cạnh có quỷ tiên trấn thủ ông cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tiêu diệt minh vương vội vàng khuyên tiểu bình à cháu đừng manh động giết minh vương rồi sẽ có kẻ khác thay thế thay vì giết bỏ chỉ bằng hợp tác lâu dài có tiền thì hai bên cùng kiếm ngô bình nói ông nội không thể dung túng cho hạng người này minh vương khốn kiếp gì chứ cháu sẽ khiến tên này phải làm chó của cháu." Lý Vân Đầu không lấy làm kinh ngạc, ông biết cháu mình tài giỏi thế nào, Ngô Bình là nhân tiên kia mà. "Tiểu Bình à, chuyện này nên tính toán về lâu về dài. Có điều, đúng là cháu phải đến Đông Nam Á một chuyến, tìm hiểu rõ chuyện ở đó để sau này dễ quản lý." Ngô Bình gật đầu, "Vâng, khi rảnh, cháu sẽ đến Đông Nam Á ngay." Anh âm thầm quyết định, phải diệt được Minh Vương. Lúc này một người đàn ông khoảng 45, 46 tuổi, đầu hói và hơi béo lên tiếng, thưa ông và cậu, mọi chuyện ở cảng thành đều thuận lợi. Thành tích năm ngoái đã cải thiện rất nhiều, đây là bảng thành tích. Ông ấy đưa tài liệu cho Lý Vân Đầu, Lý Vân Đầu xem qua một chút rồi đưa cho Ngô Bình kiểm tra. Ngô Bình dở ra xem, thấy việc kinh doanh ở cảng thành chủ yếu là cửa hàng và tòa nhà văn phòng, còn có một công ty đầu tư và một công ty ủy thác. Năm ngoái, Cảng Thành có lợi nhuận hơn 5 tỷ đô, tăng 900 tỷ đô và tăng trưởng 22% so với năm kia. Điều đáng nói, số tiền đầu tư vào nhà máy dược phẩm được bỏ vốn đầu tư bởi công ty đầu tư của Cảng Thành. Người đàn ông béo và hói đầu này tên Hạ Minh, ông ấy nói, thưa cậu, chuyện đầu tư vào nhà máy dược phẩm do đích thân tôi phụ trách. Người được tôi cử đến công ty nói rằng, đến nửa cuối năm nay, nhà máy mới có thể sản xuất thử nghiệm. Thuốc mới sẽ được sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm. Ngô Bình hỏi, cũng được. Sao, ông cảm thấy tiến độ chậm quá à?" Hạ Minh trả lời, "Không giấu gì cậu, tôi rất xem trọng nhà máy dược phẩm này, quả thật hy vọng nó có thể đẩy nhanh tiến độ." Ngô Bình cười bảo, "Ông thiếu dự án đầu tư sao? Muốn tôi giới thiệu không?" Hạ Minh cười đáp, "Tầm nhìn của cậu chắc chắn rất tốt, không biết là công ty nào ạ?" À? Ngô Bình nói, "Tôi có một người bạn đang làm xe nhiên liệu thay thế. Ông có thể đầu tư, rồi anh thuật lại tình hình bên Khương Đông Thăng." khương đông thăng là người tài giỏi đầu tư vào công ty ông ấy chắc chắn là lựa chọn đúng đắn hạ minh bày tỏ xe nhiên liệu thay thế rất nốt tiền hơn nữa chắc chắn sẽ không kiếm được tiền trong giai đoạn đầu ngô bình bảo ông tự cân nhắc đi ngoài ra tôi đang chuẩn bị đầu tư vào giang nam thành ông có thể tham gia nếu muốn dù ở cảng thành hạ minh cũng biết chuyện giang nam thành ông ấy kinh ngạc hỏi bây giờ vẫn còn có người dám kiếm lợi từ giang nam thành ư Ngô Bình đáp, ổn định lắm, ông chỉ việc đầu tư thôi, tối đa 3 năm, tỷ suất hoàn vốn không dưới 40%. Hạ Minh gật mạnh, nếu cậu đã quyết tâm như vậy, tôi hy vọng lấy được 20% quyền cổ phần. Ngô Bình bảo, 20% có thể hơi nhiều. Đến lúc đó chúng ta hãng bàn. Một người phụ nữ chừng 37, 38 tuổi thấy Ngô Bình đưa ra hai dự án liên tiếp, bèn hỏi trong tay cậu có còn dự án tốt nào không? người phụ nữ này không xinh đẹp vóc dáng hơi đẫy đà song khí chất rất ưu tú gương mặt luôn tươi cười đây chính là người phụ trách chính của nhà họ lý ở nội địa trần minh huệ ngô bình cười hỏi chị trần cũng đang tìm dự án tốt sao trần minh huệ đáp thưa cậu việc kinh doanh của nhà họ lý ở nội địa hiện chỉ ở mức tạm được nói trắng ra là thiếu một dự án lớn một sản nghiệp trụ cột ngô bình ngẫm nghĩ một lúc mới hỏi đã như vậy chị có dám làm về ngành ô tô không Trần Minh Huệ trả lời, thưa cậu, ô tô là lĩnh vực, người thắng lấy hết, rào chắn quá cao, bây giờ chúng ta mới gia nhập E là đã muộn. Ngô Bình nói, không muộn đâu, có một số công ty ô tô thuộc tập đoàn Sanio muốn đến Viêm Long phát triển. Chị có hứng thú không? Đôi mắt Trần Minh Huệ sáng rực lên, tập đoàn Sanio ư. Ô tô của họ hình như được bán khá chạy trên thế giới, doanh số bán ra khoảng 3 triệu nhỉ. Ngô Bình đáp tầm 4 triệu chiếc. Có điều họ chưa từng đánh vào thị trường viêm long, nếu có thể tiến vào viêm long, doanh số 6 triệu hàng năm sẽ không thành vấn đề. Trần Minh Huệ cười bảo, doanh số 6 triệu thì cũng ngang ngửa với công ty ô tô đứng thứ 5 toàn cầu hiện nay rồi. Ngô Bình nói, doanh thu ít nhất 1.000 tỷ, lợi nhuận ít nhất 50 tỷ. Tất nhiên, đầu tư vào ngành này cũng rất lớn. Trần Minh Huệ cười hỏi, tôi có thể hỏi quan hệ giữa cậu và tập đoàn Sanio là gì không? Ngô Bình nhẹ nhàng trả lời, chỉ có thể hiểu là tập đoàn Sanio hiện do tôi quản lý. Tất cả đều ngỡ ngàng, quản lý cả tập đoàn Sanio, nên biết rằng tổng tài sản của tập đoàn Sanio không thua kém nhà họ Lý. Thế mà Ngô Bình lại là người nắm giữ tập đoàn khổng lồ ấy ư? Ừ. Ngô Bình nói, nhà họ Lý đã tham gia sâu vào Đông Nam Á nhiều năm nay và có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực bán lẻ. Nếu có thể bán ô tô của Sanio sang Đông Nam Á, doanh số bán hàng có thể tăng lên rất nhiều. Ô tô của Sanio chủ yếu được bán sang Phi Châu, Đông Doanh, Bắc Mỹ và Âu Châu. Sản lượng tiêu thụ ở thị trường Đông Nam Á còn hạn chế, vẫn có nhiều tiềm năng phát triển. Trần Minh Huệ bỗng cảm thấy rất hứng thú, cười hỏi, thưa cậu, vậy chúng ta sẽ hợp tác thế nào? Ngô Bình đáp, về doanh số, tôi sẽ giao các thị trường Đông Nam Á, Nam Á, Nam Mỹ và Viêm Long cho chị kinh doanh. Chi phí do phía chị trả, Sanio cung cấp công nghệ và nhân sự. Nói thẳng ra là Sanio cung cấp linh kiện, phía chị chỉ phụ trách lắp ráp ô tô. Kiếm được tiền thì Sanio lấy 40%, phía chị giữ 60%. chương 627, khu vui chơi. Ngô Bình có ý định sẽ đẩy mạnh tiêu thụ cho hãng xe hơi tam hiếu, vì chỉ có lượng tiêu thụ tăng lên thì giá thành mới giảm xuống. Cùng một mẫu xe đó, nếu chỉ bán được 30.000 chiếc thì chưa có lãi, nhưng bán được cả trăm nghìn chiếc thì có thể kiếm ra tiền rồi. Nếu bán được ba trăm nghìn chiếc thì lãi to luôn. Trần Minh Huệ gật đầu, được, về tôi sẽ nói chuyện với người của lão gia. Một người thanh niên cao gầy khoảng 30 tuổi nói, cậu chủ, tôi là người phụ trách mảng xuất nhập khẩu và ngư nghiệp, hai năm nay mảng này làm ăn rất kém. Ngô Bình biết người này tên là Trương Gia, mấy công ty mà anh ta quản lý thường làm nhà phân phối, tìm các nguồn hàng tốt ở trong nước và quốc tế, sau đó bán cho nơi khác. Dù cách làm ăn của nhà họ Lý vẫn theo lối truyền thống, nhưng điểm đặc biệt là ở chỗ họ nhập hàng nhiều, vì thế có thể ra điều kiện với bên cung ứng, nghiêm ngặt trong việc quản lý chất lượng hàng hóa, sau đó dán nhãn của mình rồi bán. Hiện giờ, các mặt hàng kinh doanh của nhà họ Lý đã lên tới hơn 300 mặt hàng. Mô Bình xem báo cáo tài chính thì thấy lợi nhuận năm ngoái là 7.5 tỷ đô. Anh cười nói, một năm lãi gần chục tỷ mà anh vẫn bảo làm ăn kém à? Trương gia cười trừ, cậu chủ, tôi nghe nói cậu có một công ty thuốc bán rất chạy phải không ạ? À? Anh ta đang nhắc đến công ty thuốc Long Huy, hiện giờ thuốc dưỡng thần bổ huyết đang bán rất chạy dự kiến doanh thu năm nay đạt trên 70 tỷ. Ngô Bình nói, tôi hiểu ý của anh rồi, anh muốn bán thuốc sang nước ngoài à? Trương gia gật đầu thật mạnh, cậu chủ, chúng ta có thể hợp tác không? Ngô Bình, tôi có người phân phối thuốc ở nước ngoài rồi nên không giao cho anh được, nhưng tôi có thể chỉ cho anh hai lối đi. Ngô Bình nhìn về phía người đàn ông cuối cùng cao 1m9, trong khoảng 47 tuổi đang cười híp mắt. Ông ấy là người phụ trách các xí nghiệp khá trọng yếu hiện giờ của nhà họ Lý, ví dụ như cao su, thực phẩm, bất động sản. Ông ấy tên là Lam Binh, là một nhân tài kinh doanh, năm đưa để chiêu mộ ông ấy, Lý Vân Đầu đã phải ra mặt và mời ông ấy về làm việc với một mức lương vô cùng hấp dẫn. Lam Bình cười nói, cậu chủ, chỉ còn tôi là chưa được cậu ngó ngàng tới, cậu không được bên trọng bên khinh đâu đấy. Ngô Bình cười nói, ông quản lý mảng thực phẩm, tôi đang có mấy bên phân phối đồ uống, vừa tốt cho sức khỏe, vừa ngon, ông có hứng không? Lam Bình sáng mắt lên nói, đồ uống ạ? À. Cậu chủ, cho tôi xem hàng mẫu được không? Ngô Bình, tôi sẽ gửi cho ông sau. Lam Bình mừng rỡ, vâng. Ngô Bình nói, trương gia, chờ mảng đồ uống ấy ổn định, tôi sẽ cho anh phân phối. Một khi người tiêu dùng biết được hiệu quả của loại đồ uống này thì đảm bảo, anh sẽ thu mức lợi kinh người. Trương gia cười nói, vâng, tôi sẽ chờ tin của ông Lam. Năm người báo cáo xong thì được Lý Vân đầu giữ ở lại ăn cơm. Lý Triển Đồ đang đứng trong sân của một căn nhà lớn, một người thanh niên đang cung kính đứng cạnh ông ta. Ông ta nói, A Nghĩa, tin tình báo đúng không? người tên a nghĩa gật đầu. ông chủ không thể sai được đâu ạ. lão gia đã mua một căn nhà để làm nơi chuyên gặp gỡ thần y ngô. lý triển đồ cậu nghĩ tại sao ông ấy lại làm vậy? lẽ nào bị bệnh? a nghĩa đáp có lẽ liên quan đến ông hai. ông hai có bệnh trong người. tôi nhớ lần trước cậu ngô đó nói có thể chữa khỏi bệnh cho ông hai. ông chủ ông phải cẩn thận nhớ ông hai mà khỏe lại thì địa vị của ông sẽ bị lung lay đấy ạ lý triển đồ cười lạnh nói chỉ là một bác sĩ thôi mà nhớ cậu ta chết bất ngờ thì sao a nghĩa bật cười nói ông chủ tôi biết phải làm gì rồi ạ à? lý triển đồ làm cho gọn đừng để ai nắm được sơ hở a nghĩa mỉm cười nham hiểm rồi nói ông chủ yên tâm tôi sẽ tìm người chuyên nghiệp nhất năm quản lý cấp cao của lý vân Đẩu dùng bữa xong thì ra về họ vừa đi ngô bình đã đi gặp một người bạn của mình ở vân đông chính là trần hiểu đồng khi anh tới quán ăn đó thì phát hiện quán đã đổi chủ, lẽ nào Trần Hiểu Đồng không làm ăn nữa? Anh gọi điện cho cô ấy, điện thoại kết nối, Trần Hiểu Đồng nói: "Anh Ngô, là anh à, cô ấy mừng rỡ." "Ngô Bình, ừ, Hiểu Đồng, anh đang ở cửa quán, nhưng hình như đổi chủ rồi à?" "Trần Hiểu Đồng, em đang ở khu vui chơi cho thiếu nhi, giờ em chuyên tâm kinh doanh mảng này thôi, tạm thời không mở quán nữa." "Lần trước, Lý Đông Hưng đã đầu tư cho khu vui chơi 10 triệu." vì thế Trần Hiểu Đồng đã có đủ vốn để tập trung lo cho trung tâm. Những người làm ở quán ăn giờ cũng chuyển sang bên này giúp đỡ. Ngô Bình, ờ, à, anh đến luôn đây. Khu vui chơi của Trần Hiểu Đồng ở ngoại thành, giáp núi, có diện tích khoảng 20 mẫu. Khi Ngô Bình phóng xe đến nơi thì đã thấy Trần Hiểu Đồng đứng chờ sẵn bên ngoài rồi. Anh Ngô, nhìn thấy xe của Ngô Bình, Trần Hiểu Đồng vui đến mức chạy ù tới. Sau đó, cô ấy ôm chầm lấy anh, Ngô Bình nói: "Được đấy, quy mô to ra phết." Trần Hiểu Đồng: "Ông Lý đã đầu tư cho em 10 triệu nên em đã mở rộng nơi này, tiêu hết gần một nửa rồi. À, giờ em cũng nhận được nhiều trẻ lang thang hơn, có hơn 200 bé rồi đấy, số lượng vẫn tăng lên hàng ngày. Hôm nào cũng phải chi tiêu một khoản lớn, em sắp không tải được nữa rồi." Ngô Bình nói: "Chuyện tiền nong thì em không phải lo, cứ để anh." Trần Hiểu Đồng vui mừng nói: "Thật ạ? À, thế thì tốt quá rồi." Anh Ngô, anh đúng là phúc tinh của em." Ngô Bình quan sát Trần Hiểu Đồng thì thấy cô ấy vẫn xinh như thế, hơn nữa nhờ tập đứng tấn hàng ngày mà cơ thể còn dẻo dai hơn. "Được đấy, là hạt giống võ thuật, lát anh sẽ truyền thêm cho em bài hít thở, anh nói." Trần Hiểu Đồng đắc ý nói, "Đương nhiên, ngày nào em cũng tập, giờ không ai đánh lại được em luôn." Nói rồi, Trần Hiểu Đồng mời Ngô Bình vào trong tham quan. Một phần trẻ ở đây bị khuyết tật, phần thì bị bệnh bẩm sinh hoặc mắc các bệnh khó chữa nên bị bố mẹ bỏ rơi. Nhiều trẻ may mắn khi được trung tâm cứu trợ nhận nuôi, nhưng tài chính của trung tâm có hạn nên bọn trẻ sống cũng không quá thoải mái, dẫn đến nhiều trẻ có bóng ma tâm lý sau khi trưởng thành. Còn khu vui chơi của Trần Hiểu Đồng thì khác, mỗi người sẽ phụ trách nhiều nhất là ba trẻ dưới 5 tuổi, từ 5 tuổi trở lên thì sẽ xếp 5 trẻ thành một nhóm và được một người chăm sóc. Chính vì thế nên chi phí ở khu vui chơi bị đẩy lên cao, riêng tiền cho các cô trông trẻ thôi cũng cả vài chục nghìn một tháng, thêm các khoản khác vào nữa thì mỗi tháng, khu vui chơi phải tốn 500 nghìn, một năm khoảng 7 triệu. Ngô Bình thấy trẻ ở đây được sống rất tốt, quần áo sạch sẽ gọn gàng, đồ ăn phong phú, ngoài ra còn có bác sĩ điều trị và khám bệnh, cùng thầy cô giáo dạy học. Anh rất tán thưởng Trần Hiểu Đồng nên nói, Hiểu Đồng, sau này để anh lo mọi chi phí ở đây. Nếu rảnh, anh sẽ đến chữa bệnh cho các em nhỏ trần hiểu đồng tròn mắt nói anh còn biết chữa bệnh ư ngô bình cười nói anh là bác sĩ đấy trần hiểu đồng tốt quá mời bác sĩ ngô cho em thấy tài năng y thuật của anh đi ngô bình được mời vào phòng làm việc ngay sau đó đã có người bế một bé gái mấy tháng vào mặt của bé gái rất đỏ hít thở nặng nề nhịp tim bất ổn ngô bình nhìn xong thì nói bé gái này mắc bệnh bẩm sinh khá nặng đấy cô trông trẻ gật đầu nói vâng Mấy hôm trước bé vừa ra viện. Bác sĩ bảo bé còn nhỏ quá nên không phẫu thuật được, chờ 3 tuổi mới làm được, khi ấy khả năng thành công cao hơn. Ngô Bình, chờ thêm nữa thì khéo cô bé không trụ được mất. Anh ngẫm nghĩ rồi nói, mọi người ra ngoài đi, để tôi chữa cho cô bé. Trần Hiểu Đồng và cô trông trẻ ra ngoài, Ngô Bình lấy đầu nghề ra rồi phục hồi chức năng tim cho cô bé. Chương 628, bàn tay kỳ diệu y thuật mà ngô bình học được có cả ngoại khoa nhưng cách thực hiện khó hơn y thuật hiện giờ rất nhiều lúc chữa trị cho bệnh nhân phải dùng vài kỹ thuật đặc biệt như niệm lực ngô bình có ưu thế hơn là anh vừa có niệm lực vừa có khả năng nhìn xuyên thấu nên có thể nhìn thấy rõ mọi sự thay đổi trong cơ thể người nhờ đó anh có thể làm phẫu thuật được vấn đề ở tim của bé gái nằm ở đường truyền tín hiệu làm khả năng bơm máu bị hạn chế không thể phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan khác tim mà gặp vấn đề thì sẽ dẫn tới nhiều hậu quả khó lường như cao huyết áp, nhịp tim bất ổn, điện tâm đồ. Một khi tìm được bệnh thì quá trình điều trị sẽ rất đơn giản, Ngô Bình châm cứu vào tim của bé gái, khôi phục điểm nối dây thần kinh, sau đó chuyển linh lực ất mộc vào. 5 phút sau, phẫu thuật đã xong, chứng cao huyết áp của bé gái và nhịp tim bất ổn đã biến mất, gương mặt cũng bình thường trở lại. Bé gái khóc một lát rồi nhưng, sau đó mở to mắt nhìn Ngô Bình rồi cười khúc khích. Ngô Bình nhéo mặt cô bé rồi nói, nhóc con, may mà gặp được chú nhé. Ngô Bình gọi Trần Hiểu Đồng vào, cô ấy nhìn bé gái rồi ngạc nhiên hỏi, bé khỏe rồi hả anh? Ngô Bình gật đầu, ừ, mấy hôm tới, em hãy cho người chăm bé riêng, đừng để bé khóc. Ba ngày nữa, bé sẽ khỏe mạnh bình thường. Trần Hiểu Đồng vô cùng ngạc nhiên, bệnh viện đều bó tay rồi mà anh chữa được kiểu gì thế? Ngô Bình cười nói, giải thích thì loằng ngoằng lắm, khi nào rảnh anh nói sau, em cho bệnh nhân khác vào đi. Vì thời gian của Ngô Bình có hạn nên Trần Hiểu Đồng đã ưu tiên cho các bé nhỏ tuổi được chữa trước. Sau đó là đến một bé trai 7 tháng, mắt bé bị lác nên mới bị bố mẹ bỏ rơi. Trần Hiểu Đồng, tháng trước, bé được đưa đến khu vui chơi cùng với một mẫu giấy, người nhà bảo hoàn cảnh khó khăn nên không thể chữa trị cho bé được. Cô trông trẻ nói, chúng tôi cũng đưa bé đến viện kiểm tra rồi, nhưng bác sĩ bảo y học trong nước chưa can thiệp được nếu phẫu thuật thì phải ra nước ngoài chi phí thì cao nhất đã thế còn rất nguy hiểm ngô bình quan sát rồi nói bé bị dị dạng về mắt đúng là có thể phẫu thuật nhưng rất khó trần hiểu đồng hỏi có cách nào chữa được không anh ngô bình được mọi người ra ngoài đi trần hiểu đồng và cô trông trẻ ra ngoài ngô bình lấy một con dao phẫu thuật vì nhỏ vừa mảnh ra sau đó bắt đầu thao tác vết dao nhỏ đến mức mắt thường khó mà thấy được hai lưỡi dao cố định vành mắt để Ngô Bình có thể chữa trị phần bên trong. Mắt của bé rất nhỏ, khiến con người bị lệch vị trí, vì thế Ngô Bình phải rạch một đường thật mảnh để đưa con người về đúng vị trí. Cùng lúc đó, anh truyền linh lực ất mộc và chân khí màu tím vào để làm lành vết thương. Quá trình chữa trị chưa tới 10 phút, mắt bé trai đã bình thường trở lại và nhìn đúng hướng. Nhưng sau phẫu thuật, bé sẽ thấy hơi đau nên bắt đầu khóc, sau đó Ngô Bình phải xoa mắt cho bé thì nó mới nín rồi tròn mắt nhìn anh mắt không còn lác nữa nên trông cậu bé đáng yêu hơn, Ngô Bình nựng nó một cái làm bé trai cười khúc khích. Anh cất dao rồi tiếp tục dùng nhãn lực để điều trị cho bé. Thêm chục phút nữa, vết dao mà anh rạch đã lành hoàn toàn, bấy giờ Ngô Bình mới gọi Trần Hiểu Đồng vào. Bé gái trước đó được chữa khỏi bệnh nhưng không có biểu hiện rõ ràng, nhưng bé trai này thì khác, mắt bé không còn lác nữa, mà đã bình thường trở lại. Thần kỳ quá, Trần Hiểu Đồng hô lên rồi nhìn Ngô Bình với ánh mắt thán phục. Ngô Bình nói, tạm thời, anh chỉ làm được vậy thôi. Tuy vẫn còn hơi lệch một chút, nhưng người bình thường khó mà phát hiện ra. Trần Hiểu Đồng cười nói, vậy là tốt lắm rồi, có khác gì các bé khác đâu, anh siêu thật đấy. Ngô Bình nhìn đồng hồ, tranh thủ cho bé khác vào tiếp đi. Sau đó, Ngô Bình đã dành thời gian cả buổi chiều để chữa cho 20 bé của khu vui chơi, giúp Trần Hiểu Đồng giải quyết được một nỗi lo lớn. Trong quá trình chữa trị cho các bé, Ngô Bình cũng có thu hoạch lớn bởi có vài phẫu thuật anh được thử nghiệm lần đầu chiều muộn anh mới kết thúc công việc ở khu vui chơi vì dùng khả năng nhìn xuyên thấu suốt cả buổi chiều nên anh đã thấm mệt và quyết định đi về nghỉ ngơi anh rời khỏi khu vui chơi rồi lái xe về sơn trang khi đi qua một con đường núi chợt có hai chiếc xe ben đi chiếm hết cả đường ngô bình phanh gấp nhưng xe đối diện vẫn phóng như bay về phía anh ngay sau đó anh đã cảm nhận được sát khí từ hai chiếc xe ấy cảm giác này xuất phát từ quyền ý của anh, nó không chỉ giúp tăng lực chiến đấu, mà còn tăng nhận nguy hiểm. Ngay khi ba xe va chạm, Ngô Bình đã nhảy ra ngoài rồi chui vào một chiếc xe ben, sau đó ngồi xuống cạnh ghế lái. Quỳnh! Một tiếng động mạnh vang lên, xe của Ngô Bình đã bị đam lao xuống vực. Cùng lúc đó, mắt của tài xế hoa lên, Ngô Bình đã biến mất, sau đó xuất hiện ngay cạnh hắn. Hắn giật bắn mình, sau đó tháo dây an toàn, định lấy súng nhưng hắn không sờ thấy gì cả, vì súng đã bị Ngô Bình cầm lấy từ lúc nào. Anh chế họng súng vào thái dương của hắn rồi lạnh giọng hỏi, ai sai anh giết tôi, nói. Tài xế tái mặt rồi phanh gấp, hy vọng làm Ngô Bình mất thăng bằng để tìm cơ hội bỏ chạy. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Ngô Bình vẫn ngồi vững vàng. Hắn tuyệt vọng nói, tôi không nói được. Ngô Bình, không nói thì chết, sau đó đến người ở xe kia, tôi cho anh 3 giây suy nghĩ. Một, hai... Ngô Bình chưa đếm đến ba thì người tài xế đã nói, "Tôi nói là Lý Nghĩa." Lúc này, chiếc xe kia đã dừng lại, một người nhảy xuống rồi cầm lựu đạn chạy tới. Ngô Bình không thèm nhìn mà giơ súng lên bắn, viên đạn găm trúng đầu, người đó chết ngay tại chỗ. Ngô Bình hỏi, "Lý Nghĩa nào?" Tài xế, tâm phúc cạnh ông lớn nhà họ Lý, người ngoài hay gọi là An Nghĩa. A à, Nghĩa?" Ngô Bình gật đầu, "Tốt, anh chết được rồi." Cộp đầu tài xế đập xuống vô lăng sau đó nghẹo sang một bên mũi chảy máu không ngừng ngô bình nhảy xuống xe rồi leo lên núi anh đi lối này về nhà cho nhanh khi lý vân đầu thấy bộ dạng nhếch nhác của anh ông ấy hoảng hốt hỏi tiểu bình cháu sao thế ngô bình kể lại mọi chuyện rồi nói ông ơi a nghĩa là ai ạ à? lý vân đầu tím mặt lý triển đồ ra tay rồi ngô bình a nghĩa là người của lý triển đồ ạ à? Lý Vân Đầu gật đầu, "Ừ, nên người muốn giết cháu chính là Lý Triển Đồ." Chương 629, Bùa hộ mệnh. Ngô Bình tò mò nói, "Tại sao ông ấy lại muốn giết cháu?" "Lý Vân Đầu, đơn giản thôi, nó sợ cháu chữa khỏi bệnh cho Đông Hưng thì mình sẽ bị thay thế vị trí." Ngô Bình thở dài, "Lý Triển Đồ này thật độc ác." "Lý Vân Đầu, trước nay ông không động đến nó, một vì nể tình bố con, dẫu sao ông cũng nuôi nó lớn khôn." hai là vì ông không muốn gia đình xào xáo, nhưng nó không nên động đến cháu, vì đã động đến cháu ông thì phải trả giá. Ảnh, ảnh lập tức xuất hiện, một bón người màu xám nhạt. Chủ nhân, cậu chủ, Ngô Bình gật đầu, lâu rồi không gặp anh. Lý Vân đầu trầm giọng nói ảnh, thực hiện theo kế hoạch. Ảnh gật đầu rồi biến mất ngay. Ngô Bình, ông định giết Lý Triển Đồ à? Lý Vân Đầu nói, ảnh có một cách cậu ấy có thể khống chế suy nghĩ của một người. Vài tháng nữa, Lý Triển Đồ sẽ trao trả mọi quyền lực. Ngô Bình hiểu ngay, ảnh sẽ biến Lý Triển Đồ thành con rối, như vậy có thể tránh náo loạn. Anh nói, Lý Triển Đồ gieo gió gặt bão, ông đừng suy nghĩ nhiều. Lý Vân đầu thở dài nói, nếu nó không động vào cháu thì ông không định làm vậy đâu. Lý Triển Đồ do Lý Vân đầu nuôi lớn, không phải bất đắc dĩ thì ông ấy không hề muốn làm vậy. Ngô Bình, ông đừng suy nghĩ nữa, chúng ta có thể mượn cơ hội này để chỉnh đốn lại gia tộc luôn. Lý Vân đầu xua tay, ừ, không nhắc về nó nữa, Tiểu Bình, lát Lý Mai đến, hai đứa trò chuyện với nhau nhé. Ngô Bình lập tức nhớ tới cô gái xinh đẹp hay hầm hực với anh rồi nói, ông ơi, cháu không thích Lý Mai nên không muốn gặp cô ấy. Anh nói thẳng ra như vậy nên Lý Vân đầu ngẩn ra hỏi, Tiểu Bình, cháu chê Lý Mai không sinh à? Ngô Bình, cô ấy xinh chứ? nhưng không phải gu của cháu. Lý Vân Đầu bật cười, nói vậy là cháu có bạn gái rồi hả? Tên là gì thế? Ngô Bình gãi đầu, thôi, chuyện này thì ông cứ kể cháu. Lý Vân Đầu nói, cháu không thích Lý Mai thì thôi, ông đã cho người chọn vài cô gái xinh đẹp rồi, cháu thích ai thì chọn. Ngô Bình tròn mắt hỏi, ông ơi, sao ông làm thế được ạ? À? Lý Vân Đầu, à, ông đầu tư 3 tỷ vào một cuộc thi hoa hậu châu Á, tối nay có thể chọn ra top 3 người đẹp nhất. Cháu thích cô nào thì cứ bảo ông. Nói rồi, Lý Vân Đầu sai người mở tivi, trên màn hình quả nhiên đang chiếu kết quả chung cuộc của một cuộc thi nhan sắc. Đúng là cuộc thi được đầu tư nhiều có khác, top 3 cô gái đẹp nhất không chê vào đâu được, nếu chỉ bàn về nhan sắc thì họ không hề thua kém Đường Băng Vân và Đường Tử Di. Còn nếu luận về khí chất thì họ còn kém xa. Ngô Bình liên tục xua tay, "Ông ơi, thôi cháu không chọn đâu." Lý Vân Đầu nghiêm túc nói, "Tiểu Bình, cháu không còn nhỏ nữa." ông vẫn muốn trở bế chắc đấy ngô bình nói chú hai cũng có con trai mà ông lý vân đầu hừ nói thằng nhóc ấy có học hành gì đâu ông chẳng trông mong được gì ngô bình nói ông ơi tối ông bảo chú hai đến nhé ạ lý vân đầu mai đi tối nay cháu hãy trò chuyện với lý mai xem ra lý vân đầu rất mong ngô bình và lý mai thành một đôi dẫu sao ông ấy cũng biết lý mai từ khi cô ấy còn nhỏ cô ấy còn là con nuôi của lý đông hưng lúc này xe của lý mai đã đỗ ngoài sân nhưng cô ấy chưa vội xuống xe ngay mà soi gương rồi lẩm bẩm ngô bình anh có tài cán gì mà ông nội coi trọng vậy chứ thì ra ngay sau khi nghe điện thoại của lý vân đầu cô ấy đã hiểu ý của ông là muốn gán ghép mình với ngô bình cô ấy cảm thấy rất bực mình vì dẫu sao cô ấy cũng là một nhân tài kinh doanh thông minh sắc sảo trong khi ngô bình kia thì chẳng là gì hết muốn làm bạn trai tôi thì anh chưa đủ trình đâu Cô ấy lạnh giọng nói rồi xuống xe, đi vào phòng khách. Lý Mai vừa vào, Lý Vân Đầu đã cười nói, "Tiểu Mai, cháu ngồi nói chuyện với Ngô Bình nhé, rảnh thì hai đứa đi xem phim, nghe nhạc, ông không làm phiền hai đứa nữa." Lý Vân Đầu vừa đi, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng, Ngô Bình không nói gì, Lý Mai cũng không để mắt đến anh. Ngô Bình ngâm nga một điệu nhạc, sau đó lấy điện thoại ra nghịch, anh đang chơi điện tử thì Lý Mai chợt đứng dậy rồi đi ra ngoài. Ngô Bình vẫn mặc kệ cô ấy, cuối cùng Lý Mai đã nổi quạo rồi ngoái lại hỏi, xem ra anh cũng biết thân biết phận đấy nhỉ. Ngô Bình ngẩng lên nhìn cô ấy rồi nói, cô nghĩ nhiều rồi, bạn gái tôi xinh hơn cô nhiều, cũng xuất sắc hơn cô nên tôi không có hứng với cô. Vì thế, cô cứ yên tâm, tôi không thích cô đâu. Lý Mai ngẩn ra, tên yên này đang nói gì vậy? Bạn gái anh xinh và xuất sắc hơn cô ấy ư? Mặt cô ấy đầy vạch đen, Lý Mai nổi giận nói, nực cười. Lại chiêu lạt mềm buộc chặt à? Không có tác dụng đâu." Ngô Bình bật cười, cô bị ảo tưởng à? Tôi nhắc lại, tôi không thích cô." Lý Mai tức điên người, tên này ngông thật mà. Lý Mai vẫn cố nói, "An nói thế vì thấy mình không xứng với tôi, cố giả vờ thanh cao làm gì, định làm thế để thu hút tôi à?" "Xin lỗi, không có tác dụng với tôi đâu." Ngô Bình chán nản liếc cô ấy một cái rồi đứng dậy đi vào phòng sách. Lý Mai cắn răng, "Anh có ý gì đây?" đang chê bôi cô ấy. Cô ấy nổi đóa rồi chạy theo, anh đứng lại. Lý Vân đầu đứng trên tầng hai nhìn lén, thấy hai người cãi nhau thì mỉm cười một cách gian xảo, cãi nhau là tốt, oan ra ngõ hẹp càng hay. Ngô Bình mở cửa phòng sách, Lý Mai đi vào theo. Anh nổi giận nói, này cô Lý, cô vào phòng người khác thế này là mất lịch sự đấy. Lý Mai cười lạnh nói, vớ vẩn, tôi mới là chủ nhà này. Ngô Bình khoanh tay rồi nhìn cô ấy, nói cô định làm gì lý mai không làm gì hết tôi chỉ đi dạo trong nhà mình thôi không được à ngô bình cạn lời cô gái này thần kinh à anh quyết định mặc kệ cô ấy rồi bắt đầu đeo tai nghe lên rồi ngồi vẽ bùa chú lần này anh mượn sức mạnh của đạo diệp ở đan điền để vẽ ba lá bùa hộ mệnh lý mai tưởng anh vẽ linh tinh nên cười nhạo vẽ bùa à không biết bùa chú có hiệu lực gì không ngô bình cầm một lá bùa đưa cho cô ấy rồi nói đây là bùa hộ mệnh có thể cứu mạng cô một lần trong lúc nguy hiểm cho cô một lá đấy khỏi cần cảm ơn lý mai cầm lấy rồi định chê ngô bình tiếp nhưng chợt có điện thoại nghe xong cô ấy nói được rồi tôi đến ngay nói rồi cô ấy lường ngô bình rồi bỏ đi giữa chừng cô ấy định ném lá bùa của ngô bình đi nhưng ngẫm nghĩ sao lại nhét vào túi rồi lên xe rời khỏi sân trang lý mai đi rồi ngô bình thở phào một hơi rồi vươn vai sau đó nằm trên giường. Lý Mai vội đi gặp một khách hàng quan trọng nên dục tài xế lái nhanh, khi xe tới đường núi thì chợt có một tảng đá to ảnh rơi xuống, vừa hay đập lên mui xe của cô ấy. Âm, uhm, tài xế chết tại chỗ, Lý Mai thấy trước mắt tối thui, ngay khi tảng đá rơi xuống, lá bùa hộ mệnh trong túi cô ấy phát sáng rồi che chở cho cô ấy. Ánh sáng ấy như một màn chắn bảo vệ, đỡ mọi sức nặng nên cô ấy không bị làm sao. Sau cơn kinh hãi, Lý Mai mất một lúc mới phản ứng lại rồi hô hoán cầu cứu. Mấy chiếc xe ở phía sau đi tới, có người tốt bụng xuống xe giúp đỡ. Nhưng xe bị đè bẹp nên ai cũng lắc đầu rồi nghĩ chắc người bên trong không thể sống được. Nhưng đột nhiên họ nghe thấy có người kêu cứu. Người bên trong vẫn sông, mau báo cảnh sát, có người hét lên. chương 630, chữa trị cho Lý Đông Hưng. Mười phút sau, có một chiếc xe cứu hỏa đến, nhân viên cứu hỏa đập mui xe để cứu Lý Mai ra. Tất cả mọi người đều kinh ngạc vì xe thì nát bét mà Lý Mai lại không hề hấn gì. Lý Mai vẫn còn đang khiếp sợ, cô ấy nhìn tài xế bị nát người ở trong xe mà chợt thấy mắc ói. Cô ấy nhanh chóng được đỡ lên xe cứu hộ, sau đó đến viện. Trên đường đến viện, Lý Mai chợt lấy lá bùa mà Ngô Bình cho ra. Lá bùa đã trở nên rất giòn, chỉ bóp nhẹ là vụn ra rồi rơi xuống đất. Nghĩ lại chuyện đá rơi xuống xe, Lý Mai ngẩn ra, lẽ nào chính lá bùa này đã cứu mạng cô? Ngô Bình đang ngủ say, hơn nữa còn ngủ một mạch đến sáng. 7 giờ, anh mở cửa ra thì thấy Lý Vân Đầu đang ngồi trò chuyện vui vẻ với Ngô Mi trong phòng khách. Thấy Ngô Bình đi ra, Ngô Mi nói, anh, sao anh dậy muộn thế? Ngô Bình ngáp dài rồi nói, anh bỏ lỡ chuyện gì à? Ngô Mi cười nói, ông vừa dẫn em đi xem mặt trời mọc đấy ngô bình chẹp miệng mặt trời mọc thì có gì hay đâu vì hiệu quả của địa nguyên đan nên lý vân đầu trông trẻ hơn ông ấy vui vẻ nói với ngô bình tiểu bình lát nữa chú hai cháu đến đấy ngô bình gật đầu vâng cháu sẽ điều trị cho chú sau đó anh nói ông ơi giờ cháu sẽ dạy ông mấy động tác tập thể dục ông nhớ tập hàng ngày nhé lý vân đầu không muốn học nên nói thôi ông già lú lẫn rồi không học nổi đâu Ngô Bình kéo ông ấy lại rồi nói: "Ông, cháu đảm bảo tập xong ông sẽ khỏi hết mọi bệnh tật." Lý Vân Đầu bó tay, đành thở dài rồi học theo Ngô Bình thực hiện mấy động tác của bài luyện thể. Ngô Bình chỉ dạy Lý Vân Đầu ba động tác rất đơn giản, tuy thế, Lý Vân Đầu cũng phải mất hơn 2 tiếng mới tập qua loa được. Mới tập một lượt mà người ông ấy đã mướt mồ hôi, sau khi tập 3 lần thì Lý Vân Đầu xua tay nói: "Xương cốt ông già yếu lắm rồi, ông phải nghỉ đã." Ngô Bình mỉm cười rồi xoa bóp cho ông ấy, ông ơi, mỗi ngày ít nhất ông phải tập một lần nhé, một tháng sau cháu sẽ kiểm tra, nếu ông không tập được là cháu dạy cho ông ba động tác khác khó hơn đấy. Lý Vân đầu cười trừ nói, ừ, ông sẽ tập hàng ngày, không lười đâu mà dọa. Hai người ngồi nghỉ một lát thì Lý Đông Hưng đến, ông ấy vẫn nhớ lời Ngô Bình nói nên vừa đến đã hành lễ, thần y Ngô, chúng ta gặp lại nhau rồi. Ngô Bình vội nói, chú đừng làm thế, cứ gọi cháu là Ngô Bình thôi. Lý Vân đầu cũng nói, Đông Hưng, đừng khách sáo với Ngô Bình. Bố nhận cậu ấy làm cháu nuôi rồi, giờ con là chú của cậu ấy. Ngô Bình, ông nói đúng đấy ạ, à, chú đừng khách sáo với cháu. nghe thấy Ngô Bình gọi mình là chú, Lý Đông Hưng mừng lắm rồi nói, thế là chú lời to rồi. Tiểu Ngô, lần trước cháu bảo bệnh của chú chữa được, giờ bắt đầu được chưa? Ngô Bình cười nói, được rồi ạ, à, mời chú ngồi lý đông hưng vừa ngồi xuống lý mai đã tới rồi nói ông bố ạ à. lý đông hưng cười nói tiểu mai cũng tới à hôm qua con làm bố sợ quá đấy lý vân đầu không biết chuyện tai nạn xe nên hỏi có chuyện gì à lý đông hưng bố hôm qua lúc xe của tiểu mai đi qua đường núi thì bị đá rơi trúng tài xế chết tại chỗ may tiểu mai không sao lý vân đầu kinh hãi nói tiểu mai cháu không bị thương chứ lý mai lắc đầu ông ơi cháu đã đến viện kiểm tra rồi, không sao ạ. À? Lý Vân đầu thở vào một hơi, ừm, mấy ngày tới cháu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Lý Mai nhìn Ngô Bình rồi nói, anh có thể chữa khỏi bệnh cho bố tôi à? Ngô Bình, ừm. Lý Mai, nếu anh làm được thì nhà tôi không bạc đái anh đâu. Lý Vân đầu hắng giọng nói, tiểu Mai, ông đã nhận Ngô Bình làm cháu nuôi rồi, giờ chúng ta là người một nhà, cháu đừng nói mấy câu khách sáo thế. Lý Mai ngẩn ra, ông, Ông nhận anh ta làm cháu nuôi ư? Lý Vân Đầu cười nói, "Ừ." Lý Mai lại nhìn Ngô Bình, "Vậy thì Ngô Bình sẽ là anh họ nuôi của cô ấy ư?" Lý Đông Hưng cười hỏi, "Ngô Bình, năm nay cháu bao nhiêu rồi?" Ngô Bình, "Cháu 23 ạ." Lý Đông Hưng, "Tiểu Mai 24, hơn cháu 1 tuổi." Lý Mai nói ngay, "Nghe thấy chưa cậu em, sao phải chào chị nhớ chưa?" Ngô Bình không vui nên quao luôn đi. Ngô Mi lập tức chào chị Mai. Lý Mai cười tươi nói, Tiểu Mi ngoan quá, lát chị dẫn em đi chơi nhé. Ngô Bình, chú, chúng ta lên trên đi, ở đây ồn ào quá, rõ ràng anh đang cố ý nói đều Lý Mai. Lý Mai tức anh ách lườm anh, nhưng Ngô Bình coi cô ấy không tồn tại, sau đó đỡ Lý Đông Hưng lên tầng. Ngay sau đó, anh đã châm cứu và cho Lý Đông Hưng ăn hạt đỗ, đồng thời dùng rượu thuốc mát xa toàn thân cho ông ấy. Đến giữa trưa, Ngô Bình mới mướt mát mồ hôi xuống dưới, anh uống nước rồi nhắm mắt nghỉ ngơi mọi người đều không dám làm phiền ai làm việc nấy nghỉ ngơi được nửa tiếng thì anh lại lên trên tiếp tục chữa trị cho lý đông hưng cho đến đêm muộn cuối cùng lý đông hưng đã đỡ hơn nhiều bấy giờ ngô bình mới cho ông ấy uống một viên địa nguyên đan rồi bảo về nghỉ anh lại xuống dưới lý vân đầu hỏi tiểu bình đông hưng sao rồi ngô bình đáp ông yên tâm chú ổn rồi ạ à nửa tháng nữa là chú sẽ khỏe như người bình thường. Lý Vân Đẩu mừng rỡ, tốt quá rồi, chú cháu khỏi bệnh thì ông cũng bớt lo. Ngô Bình, cháu bảo chú ngủ luôn trên tầng, ông đừng làm phiền chú. Lý Mai dẫn Ngô Mi đi chơi vẫn chưa về. Ngô Bình mệt mỏi cả ngày nên ăn uống qua loa rồi về phòng nghỉ luôn. Sáng hôm sau, anh lại điều trị cho Lý Đông Hưng tiếp, sau đó kê đơn thuốc cho ông ấy sắc uống. Tiếp đó, anh lại lái xe đến khu vui chơi để chữa trị cho các bạn nhỏ anh mất cả buổi sáng ở đây, sau đó ở lại ăn trưa rồi mới về nhà vì nhận được điện thoại của Lý Vân Đầu. Anh về Sơn Trang thì thấy có một người thanh niên nằm giữa phòng khách, chân trái của người đó đã bị gãy, còn bị nội thương nên đang nằm rên ư ư. Ngô Bình biết người này, đó là con trai của Lý Đông Hưng, tên là Lý Hoàng Đào, năm nay 20 tuổi, đang du học nước ngoài, anh từng gặp cậu ta một lần ở tiệc nhà họ Lý. Lý Vân Đầu, Tiểu Bình, Hoàng Đào bị người của bang rắn độc đánh, cháu mau cứu nó. Lý Hoàng Đào có vẻ đau đớn, do bị chúng ám thủ nên phải dùng một cách đặc biệt mới hóa giải được. Ngô Bình quan sát rồi hỏi, Hoàng Đào, cậu bị ai đánh? Lý Hoàng Đào tái mặt đáp, bác sĩ Ngô, là một người mặt đen, tay như cái búa ấy, hắn đập một cái là đùi tôi gãy luôn, đã thế toàn thân khó chịu như sắp chết ấy. Ngô Bình thở dài, không khó chịu mới lạ, cậu chúng thiết xa trưởng rồi. Audio điện tử võ tấn bền kết tập 37